giết người, bà con ơi, giết người, mau giết người, có ai không? Giết người bà con ơi, bà con ơi, nó đã giết người, nó giết người kìa, bà con ơi. Cô về đi. Người ta trả anh bao nhiêu để hại tôi? Tôi trả anh gấp đôi. Cô điên vừa thôi. Tôi nói là cô về đi. Gấp ba. Tôi sẽ trả anh gấp ba. Cô điên vừa thôi. Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa. Cô về đi. Giờ anh ra giá đi. Giá nào tôi cũng sẽ trả. Có thật là giá nào cũng phải trả không? Anh muốn cái gì? Anh muốn em. Tôi la đâu đó nghe chưa? Con gấp thức ăn vào, ráng ăn thêm nữa đi. Nếu không mấy ngày nữa thằng Khang nó về, nó thấy con ốm đi, nó lại trách cả nhà là không lo lắng gì cho con. Dạ, con biết rồi ba. Ừ. Ăn đi con. Con cảm ơn mẹ. Mốt anh hai được về, cả nhà mình cùng nhau đi du lịch một chuyến nha ba. Ừ, ba đồng ý. Nhật Nam nè. Dạ. Chuyến đi này là do Minh khởi xướng, cho nên con phải đi đó nghe chưa? Dạ, nhất định là con sẽ đi ạ. Chưa bao giờ mà con dám làm trái ý Minh. Chứ nếu không hả, mai mốt cưới về con bị phạt rửa chén cực lắm. Anh nói gì kỳ vậy? À, ủa, mà Khanh nó nói giờ này nó về, mà tại sao bây giờ vẫn chưa thấy về? Dạ, để con gọi cho chị ba thử nha. Ừ, ăn đi. Dạ. Chị ba không có bắt máy ba ơi. Chắc là đang chạy xe đó. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Ừ. Thôi ăn đi, ăn đi. Dạ. Dạ. Tối đó Khanh đã đến nhà tìm Mạnh. Những nhà xung quanh đã nghe hai người lớn tiếng cãi nhau. Rồi khoảng một tiếng sau đó, người hàng xóm đã chứng kiến thấy Khanh chạy ra từ nhà của Mạnh. Trên tay Khanh đầy máu. Cho nên người hàng xóm này tò mò nhìn vào nhà Mạnh thì phát hiện ra đó là thi thể của Mạnh. Qua xét nghiệm thì đúng là dấu vân tay của Khanh trên con dao hung khí, cho nên công an đã phát lệnh truy nã. Không thể nào, Khanh không thể nào là kẻ giết người. Em gái tôi không bao giờ giết người. Anh bình tĩnh đi, bây giờ phải gặp được Khanh mới biết sự việc xảy ra như thế nào. Có phải là em gái tôi đi gặp thằng Mạnh là chị của tôi đúng không?
Có lẽ là như vậy. Buổi sáng hôm đó, Khanh gặp được Mạnh ở cơ quan điều tra, và Khanh rất nóng giận khi biết được hắn ta được thả ra. Tất cả là tại tôi. Tại tôi mà em gái tôi bị liên lụy rồi. Anh bình tĩnh đi. Hiện tại bây giờ thì những khâu tố tụng liên quan đến Khanh gần xong rồi. Quan trọng là phải tìm cách cho ra. Chúng tôi hy vọng là gia đình sẽ vận động cô Khanh mau chóng ra đầu thú để có thể hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tôi không bao giờ muốn thấy con gái của tôi sống trong cảnh trốn chạy. Nhưng mà mấy hôm nay nó không hề liên lạc gì với gia đình. Gia đình có nghĩ là cô ấy có bạn bè hay người thân nào ở tỉnh khác mà cô ấy có thể nhờ cậy không? Bạn bè của con nhỏ thì thực sự chúng tôi không biết. Nhưng mà người thân ở tỉnh khác thì chắc là không có đâu. Bởi vì hai bên họ nội họ ngoại tất cả đều ở Sài Gòn. Chào cô. Dạ. Dạ, con chào bác. Cậu Khanh. Anh Kiệt. Có chuyện gì vậy Lam? Dạ, con qua hỏi thăm tin tức của Khanh. Vẫn chưa có tin gì. Dạ. Vậy thôi mọi người cứ kệ con đi. Cứ tiếp khách tiếp đi. Con lên lầu với bác gái. Xin lỗi anh. Dạ không có chuyện gì. Có chuyện này muốn hỏi thêm gia đình. Xin cứ hỏi. Tôi biết là gia đình kinh doanh bất động sản. Chắc là gia đình có nhiều nhà ở những nơi khác, có phải không? Nghĩa là bây giờ chúng tôi phải nộp bản kê khai tài sản phải không? Kìa, ông Khánh. Dạ thưa bác, để chứng minh là chúng ta luôn hợp tác với cơ quan công an, con xin phép lên phòng làm việc chuẩn bị danh sách những ngôi nhà của gia đình ở các tỉnh khác. Cháu làm đi. Dạ. Em phụ anh. Tôi cũng được biết là cô Khanh bị bệnh tim. Vậy cô ấy dùng thuốc gì? Mua ở đâu? Mà loại thuốc này có khó mua không? Nó không cần dùng thuốc. Là sao? Dạ thưa bác, mọi chuyện bây giờ vẫn chưa được rõ ràng. Chưa có thể kết luận được Khanh có phải là kẻ giết người hay không. Cho nên là cơ hội để chúng ta giúp đỡ cho Khanh còn rất lớn. Còn nếu như bây giờ Khanh bỏ trốn thì chẳng khác nào mọi chuyện coi như là chấm dứt. Và Khanh sẽ sống trốn chui trốn nhủi suốt cả cuộc đời này với tội danh giết người đó bác à. Dạ, nếu như mà mình muốn giúp Khanh thì mình nên đưa Khanh trở về bác à. Không được đâu bác ơi, ngồi tù sẽ khổ lắm đó. Em im đi. Thôi, các con đừng cãi nhau nữa. Làm à, con nói cho bác nghe, hiện giờ Khanh đang ở đâu hả con? Bác à, mình đi chỗ khác nói chuyện đi bác. Không, bác nghĩ là sẵn có Kiệt ở đây, con nói đi, Kiệt sẽ đưa Khanh về và đưa Khanh ra tự thú. Bác à, không có được đâu. Bác tin là chuyện này có nhiều ẩn khuất. Chẳng thà bây giờ bác nhìn thấy Khanh cực khổ một chút, nhưng nó sẽ còn đường quay lại, còn hơn là bác sẽ mất nó mãi mãi. Lam à, anh biết là em rất thương Khanh, và tất cả mọi người ở đây cũng đều yêu thương Khanh cả. Cho nên em hãy để mọi người cùng giúp Khanh đi. Lam à, bác xin con đó. Con nói cho bác biết chỗ Khanh đi Lam. Đi con. Lam, nói đi con. Thôi được rồi, Khanh đang trốn ở ngôi nhà hoang gần biệt thự của con ở dưới Vũng Tàu đó. Phải rồi. Con à, có phải con nói Khanh nó gọi cho con không? Bây giờ con giúp bác, con gọi điện thoại lại cho nó để bác nói chuyện với nó nghe con. Dạ bác ơi, lúc mà Khanh gọi cho con xong á là Khanh khóa máy rồi, bây giờ chỉ chờ cho Khanh gọi về thôi. Con lập tức đi đón Khanh về. Dạ con xin phép bác. Đi anh. Anh, chúng ta lấy danh sách cho bên công an đã, nếu không họ sẽ nghi ngờ đó. Dạ đây.
Rất cảm ơn sự hợp tác của gia đình. Nếu như cô Khanh có liên lạc lại thì gia đình cố gắng khuyên cô ấy phải đầu thú. Điều đó sẽ có lợi cho cô ấy. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Ừ, thôi, tôi xin phép. Con xin phép, con có chuyện con đi trước. Ủa, nè, nè, có chuyện gì mà nói gấp gáp dữ vậy? Kiệt nó đi chứ? Dạ anh đi rồi bác ạ. Nó vừa mới đi rồi. Sao, có chuyện gì vậy? Có tin tức gì của Khanh phải không? Dạ. Anh à, con nó đã gọi điện thoại cho cháu Lam. Nó nói là nó đang ở Vũng Tàu. Sao? Nếu mà như vậy là thằng Kiệt đi đón con Khanh hả? Dạ. Tại sao không nói để cho anh đi chung với nó? Lam nè, con nhỏ nó nói làm sao hả con? Nghe cái giọng nó có bình thường không? Nó có khỏe không con? Dạ. Nè, thôi được rồi, cậu đừng làm rối lên như vậy. Cứ từ từ, để cháu nó trả lời. Dạ, bác với cậu Khanh đừng có lo. Khanh nói là Khanh không có sao hết. Thôi đi, để anh gọi cho thằng Kiệt. Anh sẽ cùng đi với nó xuống Vũng Tàu đón con nhỏ. Dạ. Ờ, con nghĩ là bây giờ công an đang theo dõi nhà mình ở ngoài kia. Bây giờ mà cậu đi, thế nào cũng sẽ bị bám theo. Họ mà bắt được Khanh trước khi anh Kiệt tới thì con nghĩ là anh Kiệt sẽ không có cơ hội trao đổi nhiều với Khanh, sẽ rất bất lợi cho Khanh sau này. Thân nói phải đó. Chúng ta hãy ngồi yên đợi tin tức của cháu Kiệt đi. Đừng có ai tự ý hành động bất cứ một việc gì hết. Alo, tôi muốn báo tin về tội phạm truy nã. Dạ, con đang từ trên đường chạy ra Vũng Tàu. Khi nào gặp Khanh con sẽ báo cho hai bác biết. Dạ, con sẽ nhất định tìm thấy Khanh trước khi... Ta đã trốn đi bằng cửa sau rồi. Dạ, tụi em đã để hắn trốn thoát rồi. Đi. Thank you.
chúng ta thì rất nhỏ. Tôi sẽ nhanh chóng tìm được anh và cô Khanh. Chúng tôi không hề có ý định chạy trốn. Cho tôi 24 giờ. Khi nào tôi tìm ra được cô ấy, tôi đích thân sẽ đưa cô ấy về thành phố tự thú. Không được. Lấy gì để bảo đảm đây? Tôi lấy tình bạn mười mấy năm qua giữa tôi và anh ra để đảm bảo. Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy về tự thú. Tôi được rồi. Tôi cho anh 12 tiếng. Sao đâu, có anh ở đây rồi. Anh sẽ không để cho em có chuyện gì đâu nha. Không sao Khanh à, anh đưa em về nhà nha. Không, nha. Không, em không về đâu. Công an nhất định sẽ bắt em. Em không về đâu. Em không anh về biết. Đâu anh ơi. Em bình tĩnh em lại không về. Nghe nói nè, anh có đem tiền cho em đúng không? Bạn Lam đã nói là sẽ đưa em qua Campuchia. Anh có đem tiền cho em không? Anh có đem tiền Khanh cho à, em không? Em bình tĩnh lại. Em mà bỏ trốn là em tự đẩy mình vào ngõ cụt đó. Em muốn cả đời của mình phải trốn chui trốn nhủi, không dám bước ra ánh sáng. Em không ngẩng mặt lên để nhìn ai sao? Em đã nói là em không giết người. Anh hứa sẽ minh oan cho em. Em không được bỏ trốn nha. Không được đâu anh ơi. Sẽ không ai giúp em được đâu. Không được, không được. Em à, tại em dính đầy máu. Con dao nó cũng nằm trong tay em. Công an họ sẽ không tin em. Họ nhất định là sẽ kết tội em. Không được. Khanh à, không phải. Không phải vậy đâu mà. Em phải nghe anh nói. Khanh à, em nghe anh nói nè. Nếu như bây giờ em bỏ trốn, em sẽ không bao giờ minh oan được cho bản thân của mình. Em sẽ không bao giờ gặp lại được gia đình của mình nữa. Em có biết là cả nhà đang lo lắng cho em ra sao không? Và hai bác đang ở nhà đau khổ tới mức nào hay không? Khanh à, bình tĩnh là đi. Anh kêu công an bắt em không, hả? Không có. Khanh. Khanh à. Khanh. Khanh à, đừng đi em. Anh muốn ra. Anh, em nghe nói nè, anh không có làm. Khanh à. Khanh à, em xin lỗi. Đi, anh phải nằm xuống. Tôi không sao đâu. Bác sĩ đã chỉ định là anh phải nhập viện để theo dõi. Tôi nói là tôi không sao. Tôi không nhập viện. Nè, không, không, anh không được đi đâu hết. Anh phải ở lại để chúng tôi theo dõi vết thương. Anh hiểu không? À, cô ơi, cảm phiền cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút. Tôi sẽ khuyên bảo các anh chàng bệnh nhân cứng đầu này giùm cô. Dạ. Chưa có hết 12 tiếng mà anh. Cô ta quá manh động, không còn kiểm soát được hành động của mình. Tôi sẽ rút lại lời hứa. Kể từ bây giờ trở đi, chuyện truy tìm bắt cô ta là chuyện của cảnh sát. Cậu phải ở đây nghỉ ngơi đi. Phương Khanh nói với tôi, cô ấy không hề giết người. Cô ấy bị oan. Và hiện tại bây giờ tinh thần cô ấy rất là hoảng loạn.
Nếu công an các anh truy đuổi tới cùng, rất có thể cô ấy sẽ làm chuyện dại dột đó. Yên tâm đi, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Anh Trung à, tôi xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa đi. Tôi sẽ cho người giám sát anh chặt chẽ. Anh không được phép rời khỏi đây. Anh cứ về đi, cố gắng nghỉ ngơi. Alo, Khanh hả? Em đang ở đâu vậy? Em trả lời anh đi. Khanh, em nói anh biết đi. Em xin lỗi, em không có cố ý làm anh bị thương đâu. Anh có sao không? Anh cũng sao. Bây giờ em nói cho anh biết đi, em đang ở đâu? Anh xin em đó Khanh à. Em không nói được. Anh ơi, em không muốn bị vô tù đâu. Em không muốn bị công an bắt đâu. Khanh à, em đừng trốn nữa. Hãy để cho anh giúp em. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh. Khanh này, Khanh. Em mà bỏ trốn là tự đẩy mình vào ngõ cụt đó. Em muốn cả đời này phải sống trốn vui trốn nhủi, không dám bước ra ánh sáng, không dám ngẩng mặt lên nhìn ai sao. Em đã nói mình không giết người, anh sẽ minh oan cho em, mọi người sẽ giúp em. Em không được bỏ trốn nữa mà Khanh. Nếu như bây giờ em bỏ trốn, em sẽ không bao giờ minh oan được cho bản thân của mình. Em sẽ không bao giờ gặp lại gia đình của mình nữa. Em có biết cả nhà đang lo lắng cho em ra sao không? Em có biết hai bác đang đau khổ tới mức nào hay không? Con trả lời ba đi Khanh. Ba biết là con đang nghe lời ba nói. Con lên tiếng đi ba. Kìa, con nói đi, con đang ở đâu vậy? Con xin lỗi ba. Khanh à, con hãy bình tĩnh đi. Con nghe ba nói nè, đừng trốn nữa con. Con đi gặp Kiệt đi, Kiệt có thể giúp cho con. Ba má và cả nhà luôn tin là con vô tội và luôn thương yêu con mà. Con yên tâm, mọi người sẽ giúp con, đừng trốn nữa mà con. Cho em nói chuyện với con một chút. À, đây. Khanh à, mẹ đây. Mẹ. Đừng trốn nữa, mẹ không muốn mất con đâu. Con hứa với mẹ là đừng trốn đâu nghe con. Con hứa với mẹ. Con hứa với mẹ. Cho người giám sát anh ta thật chặt, cho đến khi có lệnh của tôi. Dạ. Ờ, báo với anh em bên giao thông lập chốt chặn chưa? Dạ xong rồi. Vẫn tiếp tục cho người mai phục ở nhà quan. Đề phòng cô ta nghĩ là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dạ. Dạ. Em nghĩ không cần cho người mai phục đến đâu anh à. Tại sao? Ờ,
Tôi đến để chịu bác, nhưng mà xin cho tôi gặp anh Kiệt, sau đó hãy đưa tôi đi. Thôi được, cô có 10 phút. Theo tôi. Anh Kiệt. Khanh. Khanh. Anh có sao không? Em xin lỗi. Em không cố ý làm anh bị thương. Anh không sao. Chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Anh không có sao đâu. Em ra đầu thú, và họ đã cho em gặp anh 10 phút. Vậy thì hãy nhân cơ hội này, em phải kể cho anh biết đã xảy ra chuyện gì với em. Tại sao em lại đến tìm tên Mạnh vậy hả? Có thật là giá đã cũng phải trả không? Anh muốn cái gì? Anh muốn em. Tôi là anh đâu đó nghe chưa? Mẹ mày, tao cho mày chết. Tin em, anh tuyệt đối là anh tin em không giết người. Anh nhất định sẽ minh oan để giúp cho em. Em tin anh nha. Cái tên đó, hắn ta vẫn chưa làm hại được em. Em thật có lỗi với ba mẹ, với anh hai, với mọi người. Em đã không giúp được gì, mà em còn gây thêm rắc rối như vậy nữa. Em hãy nghe nói nè, em đừng tự trách mình nữa. Hãy cố gắng ổn định tinh thần, ổn định tâm trạng của mình. Em phải nhớ lại tường tận, từng chi tiết và những gì xảy ra đêm hôm đó. Em càng nhớ ra nhiều sẽ càng có lợi cho em hơn. Dạ. Thời gian sắp tới chắc chắn sẽ rất khó khăn với em, nhưng em đừng bao giờ chán nản, đừng bao giờ bỏ cuộc. Em hãy chiến đấu, không chỉ vì riêng bản thân em thôi, mà còn vì hai bác và những người yêu thương em. Và chính anh sẽ luôn ở bên em trong cuộc chiến này nhé. Thank you.
đã đến lúc phải đi. Anh sẽ nhanh chóng hoàn tất tất cả thủ tục để vào gặp em trong thời gian sớm nhất. Em đi nha. Nói với ba mẹ em là cho em xin lỗi và đừng lo lắng cho em. Anh biết rồi. Khoan đã. Giúp tôi. Nếu như cô ấy thật sự vô tội, chúng tôi sẽ minh oan cho cô ấy. Anh nói đi, con sao rồi? Nó đã đi tự thú. Thôi, em đừng như vậy nữa mà. Anh tin là nó... Anh, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tai họa cứ liên tiếp đổ ập vào các con của mình? Đầu tiên là thằng Khang, bây giờ là con Khánh. Em cứ yên tâm, anh tin các con, tụi nó sẽ không sao đâu. Nhất định tụi nó sẽ trở về. Con siêu lòng rồi sao? Tụi con từng là bạn thân nhất với nhau, thân như chị em trong một nhà vậy. Coi như người đã giả dối với con, nhưng mà Khanh thì không. Thật đáng thất vọng. Con đã quên là những kẻ đó đã gây ra chuyện gì rồi sao? Bao nhiêu năm nay, sự sung sướng và hạnh phúc mà họ có được là do đã chà đạp lên cuộc sống và hạnh phúc của gia đình người khác. Nợ cha thì con phải trả. Nếu có trách thì hãy trách nó tại sao lại là con của một kẻ xấu xa kìa.
về nhà nghỉ ngơi đi. Tôi không thể nào yên tâm chuyện của Khanh. Bây giờ Khanh sao rồi? Phải mấy ngày nữa tôi mới vô gặp cô ấy được. Nhưng mà anh cứ yên tâm đi. Anh Trung đã nói tinh thần của cô ấy đã ổn định khá nhiều, sức khỏe cũng khá tốt rồi. Có bao nhiêu hy vọng vậy? Rất là khó khăn, nhưng mà anh yên tâm, tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ chuyện gì xảy ra với cô ấy đâu. Hãy tập trung lo cho em gái của tôi đi. Còn vụ án của tôi bỏ qua một bên. Không được, vụ án của anh phải giải quyết càng nhanh càng tốt. Nếu như mà anh được chứng minh là anh vô tội thì động cơ cô ấy giết tên Mạnh của Khanh sẽ được triệt tiêu. Và lúc đó công an sẽ mở hướng điều tra mới, có thể là có kẻ thứ ba có mặt tại hiện trường để bịt đầu mối chuyện đổ tội cho anh. Tôi muốn mua chuộc một nhân chứng. Anh nói sao? Tôi muốn mua một người đứng ra làm chứng cho tôi. Là những lần tên Mạnh chuyển tiền cho tôi là trả nợ chứ không phải chi chác gì hết. Chuyện này là phạm pháp, tôi không tán thành đâu. Anh thừa biết sự thật là tôi có một nhân chứng. Chẳng qua là anh ta nằm hôn mê trong bệnh viện, chứ có thể làm chứng với tôi được mà. Tôi biết anh rất lo lắng cho em gái của mình, nhưng càng làm vậy không những không giải quyết được gì mà làm cho mọi chuyện rối ren lên thêm. Yên tâm đi, chuyện gì rồi cũng có cách của nó. Thôi bây giờ mình về nhà đi, cả nhà đang mong anh lắm đó. Tôi đã kêu Nam qua đón anh rồi. Ba, mẹ. Anh Hải, anh. Con về rồi. Minh ơi, con về rồi nè Minh. Ba. Con à, hôm nay cả nhà nấu rất nhiều món ăn cho con. Một hồi nữa con phải ăn cho thiệt nhiều nghe. Dạ. Anh Hai à, em cũng có một phần phụ nấu với mẹ đó. Cảm ơn nhà Nhất Minh. Anh không cần phải cảm ơn em đâu, anh phải cảm ơn một người khác kìa. Có một người đã đích thân xuống bếp chuẩn bị món gà hầm sả cho anh đó. Cảm ơn bà bầu. Em ăn đi chứ. Nãy giờ có một chén cơm ăn mãi không xong là sao? Em ăn không nổi đâu anh. Em cứ ăn uống thất thường như vậy là bệnh đó. Ráng ăn đi. Em nói với anh là em ăn không nổi mà. Anh đừng có ép em nữa. Đừng có cằn nhằn em nữa được không? Phương Minh à, sao con lại nói vậy? Nam nó chỉ quan tâm cho con thôi mà. Ba biết gia đình chúng ta đã xảy ra liên tiếp hết chuyện này tới chuyện nọ, khiến cho ai cũng rất buồn, rất suy sụp. Nhưng đây không phải là cách đối mặt với khó khăn. Điều mà mỗi thành viên trong gia đình mình cần làm lúc này là phải giữ vững tinh thần. Chúng ta cùng làm chỗ dựa cho nhau, cùng đoàn kết để vượt qua khó khăn. Ba con nói phải đó. Các con đừng có như vậy nữa. Mẹ cũng sẽ cố gắng với các con. Và mẹ tin rằng gia đình mình nhất định sẽ vượt qua được khó khăn này. Dạ. Em xin lỗi. Em không nên có thái độ như lúc nãy. Được bạn gái cằn nhằn là hạnh phúc mà. Thôi được rồi. À Nam. Dạ. Chắc anh học hỏi cái tính của em quá. Vậy là anh phải trả tiền bản quyền cho em đó nha. Thôi, chúng ta ăn cơm tiếp đi. Ăn tiếp đi con. Con mời mẹ, ăn đi các con. Hôm qua mẹ dắt em đi mua sắm mấy cái đồ chuẩn bị đẻ. Mẹ nói là cứ sắp xếp sẵn sàng đi. Khi nào mà đau bụng một cái, chỉ có xách nguyên cái túi này đi thôi. Anh ơi, đồ con nít dễ thương lắm. Hôm qua em vô cửa hàng á, trời ơi, em muốn mang hết cửa hàng về nhà luôn á. Anh xin lỗi em. Sao xin lỗi em? Bà bầu thì cần phải được vui vẻ, cần phải được chăm sóc.
nhưng anh lại đang đem đến lo lắng cho em. Rất có thể khi lúc sanh con không có anh bên cạnh. Anh à, em tin là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết thôi. Và những khó khăn này trước sau gì cũng sẽ qua. Anh có tin là mình có cùng niềm tin với nhau không? Anh tin. À, có chuyện này em muốn nói với anh nè. Chuyện gì vậy em? Chuyện hôm trước mà anh có kêu em qua thăm nhà anh Hải đó. Em có qua thăm, nhưng mà nhà anh Hải không có chấp nhận sự giúp đỡ mang tính chất cá nhân của gia đình mình. Họ nói là họ cần công ty phải công nhận đây là tai nạn lao động để anh Hải ảnh còn được hưởng chế độ. Em đã cố gắng khuyên nhưng mà họ không chịu, còn đuổi em về nữa. Chuyện này Kiệt có nói khi gặp anh rồi. Và anh kêu Kiệt á, dặn dò vợ chồng của Minh sắp xếp lo việc này. Em cứ yên tâm đi. Vậy là vợ chồng của em Minh đã thuyết phục được anh Hải và gia đình của anh Hải rồi hả anh? Thật ra thì họ không có biết vợ chồng em Minh, nên em Minh đồng ý đóng vai giống như là mạnh thường quân quyên góp cho vợ chồng Hải gì đó. Chứ vợ chồng Hải không có biết số tiền đó là của gia đình mình, nên họ đã nhận rồi. Thì ra là vậy. Dạ con nghe nè cậu. Dạ con biết rồi. Để con sắp xếp. Dạ, con chào cậu. Có chuyện gì vậy anh? Cậu Khánh gọi điện báo cho anh biết là anh Hải đã chuyển về nhà rồi, trong khi anh đang chuẩn bị phẫu thuật đợt hai. Sao lại như vậy? Hải nói là muốn tiết kiệm chi phí để dành cho vợ con của mình, muốn chuyển về nhà để chữa trị bằng thuốc nam. Mấy cái bệnh này làm sao mà chữa trị bằng thuốc nam được? Anh ra ngoài một chút. Em xin gia đình hãy cho anh tiếp tục được điều trị. Về phần viện phí, em sẽ cố gắng hỗ trợ gia đình mình. Cô à, tôi biết bệnh tình của tôi có chữa mấy đi chăng nữa thì cũng tàn phế à. Vậy thì lấy số tiền đó cho vợ con tôi sinh sống thì tốt hơn. Tất cả cũng tại công ty Thất Đức đó đó. Nó cố tình nó chối bỏ trách nhiệm để khỏi bồi thường cho anh Hải một cách nào hết. Cậu à, vấn đề thì mình đã làm sai luật trước rồi cậu à. Em xin nói thẳng với gia đình, nếu như anh tiếp tục không điều trị, anh chỉ có thể nằm một chỗ và chờ sự chăm sóc của gia đình mình thôi. Còn nếu như mà anh chịu tiếp tục điều trị, rồi sau đó tiếp tục chấp nhận trị liệu phục hồi chức năng, thì may ra anh không phải ngồi xe lăn. Lúc đó anh có thể tự chăm sóc bản thân mình, hy vọng có thể kiếm được một cái nghề, rồi kiếm ra tiền tự nuôi bản thân mình, phụ giúp chị nữa. Anh ơi, em thấy cô Bình nói đúng đó. Nói nghe thì dễ lắm, nhưng mà để được như vậy thì biết tốn bao nhiêu tiền đấy. Chỉ cần anh cố gắng kiên trì điều trị thì em sẽ cố gắng hết sức mình. Tao thấy cô Minh nói cũng đúng đó Hải. Hổm rại á, gia đình mày tính dở quá. Mày đã dành số tiền đó cho vợ con mày ăn được mấy năm đâu, trong khi mày á sống dở chết dở chỉ bằng bây giờ á cố gắng tập trung điều trị cho tới nơi tới chốn á thì mày mới lành lại, có khả năng lo cho vợ con mày lâu dài được. Anh, thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng kiên trì chữa bệnh, mong cô giúp đỡ cho tôi. Dạ, anh yên tâm đi, chỉ cần anh cố gắng kiên trì điều trị, em sẽ cố gắng hết sức mình để lo tiền viện phí phụ anh chị mà. Cảm ơn cô nhiều lắm. Như vậy là tốt rồi. Vậy là xin hẹn gặp lại anh ở bệnh viện nha. Còn bây giờ em có việc, xin phép được đi trước. Dạ. Thôi chào anh, chào chị, dạ. Chào chú. Con xin phép đi. Cảm ơn cô. Chào chị.
Cảm ơn nha. Cô Minh. Dạ. Cô là ân nhân của gia đình tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên ân đức của cô đâu. Chị đừng có nói vậy. Một mình em thì không làm được gì nhiều hết. Em sẽ đi vận động mọi người để cùng giúp đỡ gia đình mình thôi. Dạ. Cô có nói gì thì nói, nhưng mà cả gia đình tôi á, mắc nợ cô một món nợ rất là lớn. Không biết suốt đời này có trả nổi hay không nữa. Dạ, cô xin chú đừng có nói vậy mà. Con chỉ làm những việc nên làm thôi. Dạ, con xin phép con được đi. Dạ. Dạ. Dạ, em xin phép chị. Thôi, con coi sắp xếp rồi ngày mai đưa nó nhập viện lại đi. Dạ, con biết rồi. Ừ. Thôi chết rồi, cô mình bỏ quên cái mắt kiến. Để con chạy ra đưa cho cổ. Ừ. Anh hai. Nhất Minh, sao rồi? Dạ em thuyết phục được, anh tiếp tục điều trị rồi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn em nha. Có gì đâu, giúp người là phải làm mà. Ừ, thôi về thôi. Dạ. Ba má mày có linh thiêng á, nên phù hộ cho mày có quý nhân giúp đỡ. Thôi, ráng điều trị nghe con. Dạ, dạ, con biết rồi cậu à. Ủa, sao không đuổi kịp cô Minh hả? Dạ không, cậu ơi. Em, có chuyện gì vậy em? Dạ, cô Minh đi chung với cậu Khang. Mày nói cái gì? Dạ, với lại con cũng nghe loáng thoáng cô Minh gọi cậu Khang á là anh hai. Cái đám người này đang chơi cái trò gì vậy ta? Cậu ơi, trước giờ mình cứ oán hận gia đình họ, nhưng mà không ngờ họ lại âm thầm giúp đỡ gia đình mình. Giúp đỡ cái gì? Nếu mà thật sự họ muốn giúp đỡ, tại sao họ không danh chính ngôn thuận mà bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho thằng Hải theo luật, mà đi bố thí cái kiểu này? Cậu à, cậu có thấy ai bố thí một lúc mấy trăm triệu cho mình, rồi còn phải năn nỉ khuyên giải mình đi chữa bệnh không cậu? Đúng rồi đó cậu. Cái đám người đó gặp quả báo vì đã đối xử bất nhân với mày. Bây giờ nó quay lại để làm đủ chuyện để mà chuộc lỗi thôi. Thật ra thì gần đây con có ra ngoài phường hỏi những luật sư tư vấn pháp luật miễn phí. Chú ấy nói là công ty họ không có sai. Cậu ơi, vậy là mình đã hại người tốt rồi phải không cậu? Hại người tốt là sao cậu? Cậu với em đang nói chuyện gì vậy? Hả? Tao viết đơn tố cáo cậu Khang, chỉ đạo rút ruột công trình. Nhưng mà thật sự ra cậu ta đâu có làm, nên thằng Mạnh mới khai ra như vậy. Cậu à, sao cậu lại làm vậy? Trước giờ cậu luôn sợ mấy vụ đơn từ, rồi dính dáng đến thư kiện. Rồi sau giờ cậu biết làm đơn, rồi cậu biết chỗ gửi đơn nữa cậu? Thì thằng Thành nó chỉ tao, những gì mà tao viết trong đơn á, nó viết sẵn rồi đem đưa tao ký, rồi đem gửi giùm tao luôn. Cái thằng nó mới học tới lớp 4, lớp 5 làm gì biết viết đơn hả cậu? Đâu có. Cái đơn nó viết á, tao thấy cũng có lớp lang lắm mà. Toàn bộ cái vụ viết đơn tố cáo cũng là do nó nghĩ ra, nó bày tao làm. Nhưng mà thiệt ra lúc đầu tao muốn quậy cho bỏ ghét thôi, cho hả giận thôi. Ai ngờ cái chuyện rút ruột công trình nó là có thật, cho nên nó mới bể ra tùm lum tùm la vậy đó. Như vậy mọi chuyện từ đầu đến cuối là do nó nghĩ ra rồi thực hiện giúp cậu hả? Ừ. Con thấy
cái chuyện này nó có cái gì đó kỳ kỳ hả cậu? Bây giờ cậu đi gặp anh Khang, cậu nói hết tất cả mọi chuyện đi. Có thể chúng ta đã thực sự hại người vô tội rồi đó cậu. Mày nói đi, tại sao mày hại tao? Có phải mày giết thằng Mạnh không? Nói. Nè, bình tĩnh đi, buông nó ra đi. Buông ra coi. Mấy người làm gì vậy? Hả? Đi ra khỏi nhà tôi nha. Không thôi tôi báo công an đó. Mày bảo đi. Tao nói cho mày biết, chú Lương đã khai hết rồi. Chính mày đã nghe theo lời thằng Mạnh, sắp đặt chú Lương viết đơn tố cáo. Sau đó vì thằng Mạnh nó không trả tiền cho mày hợp lý, nên mày ra tay mày giết nó đúng không? Nè nè nè, mấy người nha, đừng có đổ thừa bậy bạ nha. Tụi tao đổ thừa bậy bạ rồi sao? Tụi tao có tiền mà. Tụi tao sẽ mua chuộc nhân chứng, mua chuộc công an. Bao nhiêu tội lỗi trút hết lên đầu của mày. Lần này chết chắc rồi con. Không. 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 Không phải lỗi của tôi. Là thằng Mạnh. Nó xúi tôi đưa đơn cho chú Lương ký. Tức là để tố cáo anh Khang. Còn cái vụ với thằng Mạnh, thật sự tôi không có giết nó. Tại sao thằng Mạnh kia mày làm vậy hả? Nói. Tôi không biết gì hết. Thì nó cho tiền tôi, kêu tôi làm sao thì tôi làm như vậy thôi. Còn mấy tờ đơn đó là do nó viết sẵn rồi kêu tôi đưa cho chú Lương ký, chứ tôi không biết gì hết. Đi mày. Đi đâu? Lên công an khai hết tất cả những gì mày biết. Bỏ qua cho tôi đi. Đi. Anh ơi, đi. Bỏ qua cho em đi anh Khang. Em còn có gia đình nữa mà. Anh Khang. Đi. Tình hình đã có biến chuyển, lập tức cho tiến hành chuyện đó đi. Tuyệt đối không được để thế cờ này bị lật ngược. Kìa, anh Trường, anh sao rồi, ly nước con. Bác. Bác Trường ơi, anh thấy trong người sao rồi? Hay là đi bệnh viện đi. Tôi khỏe rồi. Còn thấy hai bác á, đều phải đi khám bệnh. Sáng nay bác Phong cũng bị choáng nữa. Bác không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Hai bác làm con lo quá à. Tình hình công ty bây giờ đang rối như vậy, nếu như mà hai bác đều ngã bệnh thì ai sẽ đứng mũi chịu sào đây? Anh Khang và Khanh thì... Con nói đúng lắm. Con đã nhắc bác phải làm một chuyện. Con gọi Kiệt cho bác đi. Ủa tại sao phải gọi cho anh Kiệt? Phải gọi cho cậu Khánh mới đúng chứ. Được rồi bác Hứa, sau khi gặp Kiệt bác sẽ lập tức đi khám bệnh. Dạ, vậy con đi gọi anh Kiệt liền. Ừ. Dạ. Anh Trường, anh muốn làm cái gì vậy? Tôi muốn làm một bản quy quyền. Sao? Bản ủy quyền? Hân nói rất đúng. Tôi có linh cảm mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Còn nếu tôi và anh cùng xảy ra chuyện thì ai sẽ là người gánh vác công ty này đây? Hiện giờ chỉ có một người. Đúng vậy.
tôi sẽ ủy quyền cho Hưng. Anh ủng hộ tôi chứ? Dạ, tôi ủng hộ anh. Tốt, cảm ơn anh. Phương Khanh, Phương Khanh. Cán bộ kêu mày kìa Khanh. Dạ. Cán bộ kêu mày kìa. Ờ, dạ xin lỗi, tôi không nghe thấy. Ra ngoài gặp luật sư. Vô trong đi. Dạ. Em sao rồi? Đỡ hơn lúc lấy gạch đập đầu anh. Hên quá. Con người vẫn còn nhớ là còn nợ anh. Sắp tới được thả ra rồi, nhớ trả nợ đầy đủ cho anh đó nha. Sắp tới hả? Chắc không nhanh vậy đâu. Công an họ có nhân chứng, vật chứng buộc tội em. Trong khi đó em không có gì để chứng minh mình vô tội hết. Chưa có, không có nghĩa là không có. Và chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra thôi. Mà em có được gặp người nhà không? Ba mẹ rồi mọi người sao? Anh đang làm thủ tục để cho em được gặp gia đình. Nhưng anh nghĩ sẽ mất thời gian đó. Em ráng đợi nha. Còn hai bác và mọi người bên ngoài vẫn khỏe, em yên tâm đi. Mà còn vụ án của anh hai em sao rồi? Đã có manh mối mới rồi. Vụ án đã sắp được sáng tỏ rồi. Vậy thì tốt. Nếu như mà vụ án của anh Khang được giải quyết sớm thì cũng sẽ rất có lợi cho vụ án của em. Em phải vững lòng lên nha. Dạ. Khanh à, em có nhớ thêm được chuyện gì về ngày hôm đó không? Dạ không. Em ráng nhớ ra coi. Cũng có thể là ngày hôm đó có kẻ thứ ba xuất hiện ở hiện trường vụ án, hoặc là hắn đến sau khi em bị ngất xỉu, hoặc là hắn đã núp sẵn trong nhà. Em thử nhớ ra coi, khi mà em bước chân vô nhà có dấu hiệu gì của kẻ thứ ba hay không? Dạ không. Cô đi vừa vừa thôi, tôi không có nói chuyện với cô nữa. Cô về đi. Giờ anh ra giá đi. Giá nào tôi cũng sẽ trả. Khanh à, em nhớ ra được chuyện gì đúng không? Em nhớ là lúc mà em đến nhà Tinh Mạnh thì ở trên bàn đang bày mấy dĩa đồ ăn, rồi còn có hai ly bia đang uống dang dở nữa. Vậy à? Nhưng tại sao hình chụp lại hiện trường vụ án lại không có? Nếu mà như vậy, vậy là hung thủ đã có sẵn trong nhà. Cùng ngồi uống bia, kẻ này chắc chắn phải rất thân thiết với tên Mạnh rồi. Chúng ta đã có hướng điều tra mới rồi. Anh hai. Hả? Ở trong đó có khổ lắm không? Không khổ lắm, nhưng rất nặng nề và bí bách. Thôi mà, em đừng có như vậy nữa. Chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc thôi. Chừng nào mình mới gặp được chị ba? Anh đang nhờ Kiệt làm thủ tục, chắc là mình phải chờ thêm một thời gian nữa.
cho tôi gửi. Anh Kiệt đã rồi kìa. Dạ, của anh đây. Cảm ơn anh. Dạ. Sao rồi? Chị Ba sao rồi anh? Mọi người yên tâm đi. Bây giờ tình trạng sức khỏe và thân thể của Khanh rất tốt. Khanh nhờ tôi nhắn cho mọi người là đừng có lo lắng cho cô ấy quá. Cô ấy tự lo cho mình được mà. Thôi mình về đi. Lời khai của Nguyễn Bình Khang sao rồi? Dạ, anh ta vẫn chưa tỉnh dậy. Bác sĩ nói sẽ không biết được điều gì. Hiện tại lực lượng của chúng ta đang yếu, chịu khó kiêm nhiệm một chút. Nhưng mà tuyệt đối không vì vậy mà làm nhanh, làm mẫu, rồi khiến tình trạng xảy ra oan sai hay là bỏ sót tội phạm. Rõ chưa? Rõ, thưa đội trưởng. Có chuyện gì vậy? Thưa đội trưởng, có bưu phẩm gửi đích danh cho anh, nhưng lại không để tên người gửi. Đưa tôi coi. Cậu gắn đi tôi coi. Dạ. Có phải mình sẽ hành động không đội trưởng? Cái USB này là quá đủ để chúng ta bắt người rồi. Các cậu không thấy trong chuyện này có vấn đề hay sao? Thêm vụ này nữa thì công ty An Phát sẽ rơi xuống bờ vực. Có vẻ như chuyện này đang diễn ra một cách tuần tự theo kế hoạch của kẻ nào đó. Cậu đem cái bao thơ và USB này qua phòng kỹ thuật giám định. Cử trinh sát theo dõi các đối tượng trong video này 24/24 cho tôi. Rõ chưa? Rõ, thưa đội trưởng. Làm ngay đi. Chào ông. Ông có phải là Nguyễn Duy Long không? Dạ, là tôi đây. Có chuyện gì không? Tôi, Trung tá Lâm Quý Thắng, thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đến đây thực hiện lệnh bắt ông về tội nhận hối lộ trong việc đấu thầu xây dựng công trình bệnh viện quốc tế. Lệnh bắt đâu? Đây là lệnh bắt. Các anh có bằng chứng không? Không phải muốn bắt ai thì bắt. Biết tôi là ai không? Khách sạn Hoàng Gia, 500.000 đô la được xếp trong một chiếc vali màu đen. Tôi mô tả có sai không, ông Long? Có cần tôi phải nhắc lại câu nói trước khi đem tiền đi của ông không? Cậu Khánh có nói với tôi về tình trạng bệnh tình của anh là rất nguy hiểm, nhưng anh lại không nghe lời cậu ấy mà nhanh chóng vào bệnh viện làm phẫu thuật. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không muốn trong lúc này lại để anh phải chống đỡ mọi chuyện một mình. Với lại tôi cần có thời gian để sắp xếp lại một số chuyện. Chắc là cậu Khánh cũng nói với anh cuộc phẫu thuật này nguy cơ rất cao rồi phải không? Tôi hiểu. Tôi hiểu những gì anh đang lo lắng. Nhưng gì thì gì, sức khỏe vẫn là trên hết. Tôi thấy ngày mai anh nên lập tức nhập viện đi. Hãy cho tôi thêm chút thời gian nữa đi. Anh thiệt là...
Vô đi. Có chuyện gì vậy? Dạ thưa, có mấy anh công an đang cần gặp hai bác. Chào các anh, có chuyện gì vậy? Tôi, Trung tá Lâm Quyết Thắng, thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, trực thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh. Ông Phạm Quốc Trường và ông Nguyễn Thanh Phong, hai ông bị bắt giữ về tội đưa hối lộ trong việc đấu thầu xây dựng công trình bệnh viện quốc tế. Và đây là lệnh bắt giữ và khám xét. Trước tiên chúng tôi sẽ khám xét ở đây và sau đó sẽ về nhà các ông. Hối lộ? Các ông có nhầm không? Muốn biết chuyện gì thì sau khi về cơ quan điều tra, chúng tôi sẽ đưa ra nhân chứng, vật chứng để cho các ông nhớ ra. Còn bây giờ thì ông có thể chỉ định một người có quyền hạn ở đây chứng kiến chúng tôi khám xét. Không, nếu không có nhân chứng, vật chứng ở đây, tôi không cho khám xét. Anh à, không anh cho à. Đâu anh bình tĩnh, anh bình tĩnh cái đã. Anh để tôi sẽ xử lý việc này. Tôi kìa anh kìa, bác ông, anh Trường bác ơi, gọi cấp cứu, gọi cấp cứu nhanh lên. Dạ. Anh Trường, anh có sao không vậy? Anh Trường, anh tỉnh lại đi. Anh Trường. Alo, 115 phải không ạ? Có người cần cấp cứu. Mẹ à, chỉ thêm một đợt vốn này nữa thôi là tụi con có thể lấy lại số vốn mà đợt trước đã đầu tư vô hệ thống nhà hàng và thêm 40% tiền nhượng quyền thương hiệu nữa. Mẹ giúp con đi mẹ nha. Hình như là lần trước, rồi lần trước nữa, mẹ cũng nghe con này thì phải. Mấy lần đó khác, lần này khác mà mẹ. Đúng rồi đó chị. Mấy lần đó khác, lần này khác. Mấy lần đó thì 2 tỷ, 3 tỷ, nhưng mà còn lần này á thì 4 tỷ lận, đúng không? Ủa, nhưng mà không phải nhà hàng của con đóng cửa rồi hay sao? Lúc trước thật sự là có lỗ, nhưng mà bây giờ có hướng đi rồi. Đóng cửa làm chi cho uổng vậy cô Út? Mấy chuyện làm ăn này cô Út không hiểu đâu. Sao? Ý của con nói là cô không hiểu, cho nên cô đừng có xen vô chứ gì, đúng không? Con thiệt là không hiểu nổi cô luôn đó. Tụi con không làm á thì nói á là tụi con chỉ biết ăn chơi, chỉ biết ăn xài, đến khi làm rồi thì không ai ủng hộ hết. Nếu mà như vậy á, từ ngày mai con sẽ dẹp hết nhà hàng, ăn chơi lại như hồi xưa á, để cho mọi người vừa lòng. Thôi được rồi, con á đừng có gây chuyện nữa, để đó đi, mẹ thu xếp cho. Ê chị Hai à, tôi tự biết tính toán mà. Dạ. Alo Cẩm Kiều nghe. Ủa con hả Hân? Cái gì vậy? Hả? Con nói sao? Hân à, ông sao rồi? Cậu Khánh đang phẫu thuật cho bác, vẫn chưa ra. Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ, con. Cậu, ba con sao rồi cậu? Sao rồi cậu? Tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng trên đường đưa tới bệnh viện, anh ấy đã bị ngưng tim một thời gian, dẫn đến thiếu oxy lên trên não, cho nên có thể sẽ bị hôn mê trong một thời gian dài. Cậu ơi, cậu phải cứu ba con nha cậu. Cậu phải cứu ba con nha cậu. Cậu sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Chị Hai, chị Hai. Mẹ. Cách đây một tuần, bác Trường có đến gặp con và yêu cầu con lập một bản ủy quyền để trong trường hợp bác ấy không thể nào quản lý công ty thì người được đề cử trong bản ủy quyền này sẽ thay bác quản lý mọi chuyện. Vậy là ông ấy có linh cảm là mình sẽ gặp nàng. Chị Hai à, chị đừng có như vậy mà. Anh Hai nhất định sẽ tỉnh lại. Anh Hai sẽ không sao đâu. Hoàng đã, trước khi anh công bố bản ủy quyền này, tôi muốn biết vì sao đứa con Hoàng đó lại có mặt ở đây. Đây là chuyện riêng của gia đình chúng tôi mà. Lam à, em cẩn thận lời nói của mình đi. Bây giờ tôi sẽ đọc bản ủy quyền này và cô sẽ biết là tại sao. Tôi là Phạm Quốc Trường, trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi đã lập bản ủy quyền này với nội dung như sau. Trong trường hợp tôi không còn đủ khả năng để quản lý công ty An Phát, vì bất kỳ lý do gì, thì người sẽ thay tôi nắm quyền điều hành công ty thì sẽ là cô Phạm Ngọc Hân.
Không thể như vậy được. Ông ấy không thể nào giao quyền quản lý cho đứa con quan này được. Đây chắc chắn là thủ đoạn của nó. Bác à, mày im đi. Chị hai, xin mọi người hãy bình tĩnh. Không có bình tĩnh gì hết á. Gia đình chúng tôi không chấp nhận bản ủy quyền này. Quyền quản lý công ty á phải thuộc về vợ tôi, chứ không phải đứa con quan này. Đủ rồi, chuyện gì cũng có giới hạn của nó hết nha. Nếu còn gọi tôi là đứa con quan nữa thì... Thì sao hả? Đứa con quan kia. Kìa bác. Chị hai, mày nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay, cuối cùng thì mày cũng đã thành công để chiếm đoạt cái gia tài này. Đứa con quan như mày thật là đáng sợ. Bác tin cũng được, không tin cũng được. Con thật sự chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ chiếm đoạt hay là hưởng lấy bất cứ một thứ gì từ gia đình này hết. Đừng đóng kịch nữa, hãy mang giếng đi. Tao sẽ không bao giờ để cho mày âm mưu chiếm đoạt tài sản gia đình này thành công đâu. Tao nhất định sẽ kiện mày ra tòa. Chị hai, Hân à, để cô nói chuyện lại với chị hai và con Lam. Hai đứa coi chừng Hân giùm cô nha. Dạ. Hân à, em sẽ không nhận ủy quyền này đâu. Em không nhận thì ai sẽ nhận đây? Anh thì đang bị điều tra, Ba và Khanh thì đang bị tạm giam. Không lẽ em để cho công ty phải rơi vào tay của Lam và Huy sao? Em hoàn toàn có quyền làm như vậy. Nếu như em cảm thấy ý nguyện của bác Trường và sự tồn tại của An Phát là vô nghĩa đối với em. Em suy nghĩ kỹ đi, mọi người không ép em đâu. Em thấy mình làm không nổi, nhưng nếu mọi người hứa sẽ ở bên cạnh em thì em hứa sẽ cố gắng hết sức. Tôi nói cho cô biết, chuyện này không dừng lại ở đây đâu. Cho dù mất hết tài sản, tôi cũng nhất định sẽ thưa đứa con quan như cô tới cùng. Tôi sẽ không để cô chiếm đoạt tài sản của nhà này đâu. Bác à, thôi đừng có nói nhiều nữa. Bây giờ một á là từ bỏ quyền quản lý An Phát, hai là chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa dài dài. Nếu chuyện từ bỏ quyền quản lý chỉ liên quan đến lợi ích một mình tôi thì tôi sẵn sàng từ bỏ ngay lập tức. Nhưng bây giờ chuyện này liên quan đến chuyện sống còn của công ty An Phát, liên quan đến cơm ăn áo mặc của hơn 200 nhân viên mà. Ý của cô là chỉ có cô mới biết cách quản lý công ty, còn chúng tôi thì không sao? Thôi, đừng có tự làm xấu mặt mình nữa. Ai là người có thể quản lý công ty, ai chỉ biết phá hoại đều rất rõ ràng. Anh, con không cần phải nói nhiều, tiếp tục gặp nhau ở tòa đi. Thôi, mình đi luôn đi. Ừ. Dạ thưa bác. Lại muốn gì nữa đây? Bác Phong rất muốn gặp bác. Tôi không có thời gian. Dạ thưa bác, bác Phong nhờ con chuyển lời lại. Nếu như bác muốn lấy lại quyền quản lý An Phát thì hãy tới gặp bác ấy. Tôi nghĩ anh sẽ về phe đứa con quan đó. Tôi vẫn luôn ủng hộ quyết định ủy quyền An Phát cho Ngọc Hân của anh Trường. Anh, thì ra lời nói của anh nhờ Tuấn Kiệt nhắn lại cho tôi chỉ là lừa gạt thôi hả? Xin lỗi chị, nếu tôi không làm như vậy thì chị sẽ không chịu đến gặp tôi. Được rồi, nếu như anh cứ đứng về phe đứa con quan đó thì tôi với anh không có gì để nói nữa. Chị nè, chị biết đó, tôi và hai đứa con của tôi hiện đang gặp nạn, không thể nắm quyền ở công ty, chỉ duy nhất còn có Ngọc Hân có thể đảm nhận. Cho nên anh Trường làm vậy là vì nghĩ đến sự sống còn của công ty, chứ không hề có ý thiên vị Ngọc Hân.
Vậy tôi với con Lam thì sao? Tôi và nó vẫn chưa chết mà. Chị à, tôi... Thôi, anh cũng đừng có nói nhiều nữa. Tôi nhất định sẽ kiện vụ này tới cùng. Tôi phải chứng minh cho anh Trường thấy anh ấy luôn sai khi chọn đứa con Quang đó. 15 năm trước cũng vậy, và bây giờ vẫn vậy. Chị à, chị à, chị. Nếu hợp đồng xây dựng tòa nhà mới của Đông Phong không giữ được thì tình trạng sẽ càng tồi tệ hơn. Bên đó cũng biết chuyện này, cho nên họ đưa ra rất nhiều điều kiện để sư ép ông ta. Tôi đang làm việc với bên ngân hàng, nếu như mình thương lượng được lãi suất thì mình vẫn có thể ráng được. Em nghĩ là... Anh có biết lịch sự không vậy? Tôi không nói chuyện với anh. Tôi là luật sư đại diện cho bà Trần Kim Ngân và cô Phạm Thiên Lam. Đến hỏi cô lần cuối, cô có từ bỏ ý định là quản lý An Phát không? Tôi không đồng ý. Tôi cũng không. Vậy thì tiếp tục gặp nhau ở tòa. Tôi sẵn sàng. Cô sẽ phải hối hận như lời nói này. Yên tâm đi, anh sẽ giúp em tổ chức cuộc họp cổ đông để ra mắt tân chủ tịch và tổng giám đốc của An Phát. Ừ. Em cảm ơn anh. Xin lỗi nha, tôi có chuyện phải đi trước, gặp sau nha. À quên nữa, dây dưa thư kiện kéo dài không phải là cách hay đâu. Em có cách này, anh giúp em tìm một người làm đi. Em nói đi. Nó dám thách thức như vậy sao? Nó không chỉ thách thức mình kiện nó ra tòa, mà nó nói nếu như mẹ và em không yên phận, nó sẽ lấy quyền chủ tịch và tổng giám đốc An Phát, lấy lại xe và nhà, vì tất cả những thứ đó đều thuộc quyền sở hữu của công ty. Nó thử đi. Nó nói nó sẽ làm, cho nên nhất định chúng ta phải giải quyết tới cùng, không thể để đứa con Quang nó lộng hành được. Lần này em nhất định bắt nó phải mất hết tất cả, không còn tiền bạc lẫn danh dự. Em sẽ... Thôi đi, đừng có ở đó mà giỏi nói. Mẹ, nếu như thường ngày hai vợ chồng con không vô dụng, không làm ra trò trống gì, thì ổng đâu có thà chọn đứa con Quang đó mà giao toàn bộ tài sản cho nó, không chia cho vợ chồng con. Mẹ, mẹ nói cái gì vậy? Chuyện này là do đứa con Hoang đó bày ra, chứ ba con đâu có cố ý đâu mẹ. Đến giờ này mà con vẫn còn u mê như vậy hả? Làm sao mà thắng được đứa con Hoang đó? Mẹ. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, lần này á, vợ chồng con sẽ không làm cho mẹ thất vọng đâu. Bây giờ vợ chồng con sẽ đi lo thủ tục, tiếp tục kiện đứa con Hoang đó. Hey, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì buông tay đi. Cô nói cái gì vậy? Chị cũng biết rõ là cái bản ủy quyền đó là thật, con Hân nó không hề làm giả. Đó thật sự là ý nguyện của anh hai. Vậy còn gây ra nhiều chuyện rắc rối nữa để làm cái gì? Để hả giận. Có lẽ ông cũng không bao giờ nghĩ sẽ có ngày này đâu, đúng không? Tôi hứa với ông sẽ giúp Hân quản lý An Phát đàng hoàng cho đến khi nó chỉ còn là một cái vỏ rỗng. Và tôi sẽ bắt ông cùng với người bạn thân của ông phải nhìn thấy cái gia đình mà hai ông vì muốn bảo vệ nó đã nhẫn tâm bán tôi cho bọn người kia, chia lìa tôi và con gái của tôi. Nếu lần này mà thất bại thì anh và em sẽ là người mất hết tất cả đó. Em yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo. Quan trọng là em và mẹ phải chịu đầu tư một chút. Đầu tư? Có tiền thì mới sai quỷ sai cối được chứ em. Chuyện thưa kiện đâu chỉ đơn giản là lôi nhau ra tòa đâu. À, em sẽ nói mẹ đưa tiền. Tốt. Bây giờ anh và em sẽ đi xã giao mấy mối quan hệ để lót đường cho vụ kiện này. Dạ.
sao anh nói là đi xã giao mà lại ra đây? Em đừng có nổi nóng. Bảo Thi quen biết nhiều lắm, cô ta giúp móc nối các mối quan hệ cần thiết nha em. Thôi anh ở lại nói chuyện đi, khi nào xong thì gọi em. Anh không cần đi theo hả? Ok đi, vô gọi em. Rồi, thôi, vô đi. Vô. Sao mày uống dữ vậy? Phải đó, nhìn mày uống mà tao muốn xỉn cho mày luôn. Thôi được rồi, đừng uống nữa. Thôi bay lên, nói nhiều quá. Một là uống, hai là biết đi. Mày nói gì? Hả? Thôi, tao đừng nóng mặt mày bên kia. Mày nói cũng như không à. Thôi bây giờ mày ở đây coi chừng nó đi, tao ra ngoài gọi điện cho má đó, kêu tài xế tốn nó vậy. Alo, chị hai, chị đi đâu mà Cẩm Kiều gọi chị hoài không được vậy? Tôi ra ngoài có chút chuyện. Mà có chuyện gì? Con làm nó à? Không, không phải. Tại Cẩm Kiều lo cho nên mới gọi cho chị mà. Thằng Khang có gọi về hay không? Dạ không, nhưng mà chị đừng có lo, cháu Khang và cậu Kiệt sẽ lo được cho con Lam mà. Ê, thằng Khang á, cái thân của nó còn đang bị kiện tụng lo chưa xong. Còn thằng Kiệt á thì giỏi nói thôi à. Mẹ thấy á, bữa giờ á, cái vụ của thằng Khang rồi của ba, của bác Phong nữa, nó làm được tới đâu đâu. Hơ, vẫn còn đỡ hơn á những kẻ chỉ biết nói thôi chứ không biết làm. Tại mọi người không có chịu tin tưởng, không có chịu giao cho con làm, đúng không? Chứ không phải là con không muốn làm. Ủa, vậy chứ mình ăn ở là sao để người ta không tin mình? Cô nói gì vậy? Thôi đi, đừng có gây nữa. Chuyện xảy ra như vậy chưa đủ đau đầu hay sao? Đợi thằng Kiệt thất bại về đi, con sẽ ra tay cứu vợ con về. Lam, về rồi hả con? Chào, chào bác, chào cô. Chào bác. Con chào mẹ. Cô Út, con có sao không? Dạ con không sao đâu. Nè, ngồi đó mà xỉa răng, đưa con nhỏ lên phòng nghỉ ngơi đi. Đêm qua đến giờ nó mở lắm rồi đó. Để thôi, con đi mua đồ ăn về cho vợ cậu ăn đi. Nè, đứng đó mà xỉa răng, đi mua cái gì cho nó ăn. Hai đứa ngồi chơi, đợi bác một chút xíu nha. Dạ. Đi con. Dạ. Hai con ngồi đi. Tình hình sao rồi hai đứa? Quán bar mà đêm qua Lâm đi chơi bị kiểm tra, công an đã phát hiện ra một gói thuốc lắc trong giỏ sách của Lâm. Trời ơi, con nhỏ này dám. Nhưng Thiên Lam nói với con á, là gói thuốc lắc đó không liên quan đến Thiên Lam. Rất có thể có kẻ nào đó đã bỏ nó vô túi sách của Lâm. Công an không tìm được dấu vân tay của Lâm trên gói thuốc đó, cũng như khi xét nghiệm Lâm không chơi thuốc
nên được bảo lãnh về nhà. Tuy nhiên công an vẫn quyết định khởi tố vụ án đó. Bây giờ thì chưa thể nói trước được điều gì. Mọi tình huống xấu đều có thể xảy ra. Còn vụ án của con sao rồi? Nghe nói đã tìm được nhân chứng mới rồi phải không con? Dạ phải. Nhưng bây giờ công an cũng đang điều tra. Con tin là vụ án này sẽ kết thúc nhanh thôi. Ừ, vậy cũng tốt. Đợi đứa nào hay đứa đó. Con nằm nghỉ ngơi một chút nha. Mẹ. Chuyện gì? Con không muốn ngồi tù đâu mẹ. Yên tâm đi, mẹ sẽ không để cho con ngồi tù đâu. Mặc dù sẽ tốn rất nhiều tiền, có khi là cả gia tài đó. Mẹ ơi, mẹ ơi, bằng mọi giá mẹ phải cứu con. Giá nào mẹ cũng phải cứu con. Con thà mất hết tất cả chứ con không muốn vô tù đâu mẹ. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ lo cho con. Dạ. Mẹ không để cho con ngồi tù đâu. Con yên tâm nha. Được rồi, nằm xuống ngủ đi. Chào bác. Cô làm gì ở đây? Tôi là kẻ đã gọi điện thoại kêu bà đến đây đó. Cô muốn gì? Cô định giở trò gì đây? Đêm qua tôi mất ngủ cho nên đi lang thang, rồi đi vô quán bar định uống rượu. Đồ đi. Và tôi đã vô tình nhìn thấy kẻ đã bỏ túi thuốc lắc vô túi của con gái bà. Cái gì? Cô. Nè, cô thật sự nhìn thấy sao? Chẳng những tôi nhìn thấy mà tôi còn lấy điện thoại để quay lại nữa. Đâu có dễ như vậy. Cô muốn gì đây? Muốn á hả? Muốn thì tôi muốn nhiều lắm. Nhưng mà trước mắt thì tôi muốn bà làm cho tôi một thứ trước đã. Tôi muốn bà ký vô giấy cam kết không thưa kiện dùng ủy quyền nữa. Khả năng thắng vụ này là bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa bác, nếu như chúng ta không tìm ra được nhân chứng hay là vật chứng để chứng minh rằng em Lam bị người ta hãm hại thì khả năng thắng của chúng ta rất thấp. Còn trường hợp xấu nhất thì mức án sẽ là bao nhiêu? Khung hình phạt cho tội tàn trữ chất ma túy từ 2 tới 7 năm. Chị Hai. Lúc nãy còn nói chỉ cần có nhân chứng, vật chứng thì còn làm sẽ không sao đúng không? Dạ, đúng vậy. Chuyện này tôi đành nhờ hết vào cậu vậy. Dạ, con sẽ cố gắng hết sức. Khang. Dạ. Con với cậu Kiệt đã tất bật buổi tối ngày hôm qua rồi. Thôi hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi. Dạ. Kiệt à, con về văn phòng phải không? Dạ đúng rồi. Vậy con cho cô Quá Gia đến bệnh viện nha. Dạ được ạ. Dạ thưa bác con về. Thưa bác con về. Hai đứa về nha. Em đi nghe. Mày đưa đoạn video đó đây. Tao sẽ cho mày thứ mày muốn.
rồi chưa? Lúc nãy bà hỏi tôi có hài lòng không hả? Tôi rất là hài lòng. Cảm ơn bà. Đoạn video đâu? Bây giờ tôi chưa muốn đưa. Mày, nè bà đừng có chửi tôi. Tôi mà buồn buồn lỡ tay mà tôi xóa cái đoạn video đó thì con gái bà cũng không có xong đâu. Mời Giao. Anh có thể nói chuyện với em một chút được không? Anh ngồi đi. Đoạn video chứng minh làm vô tội là sao vậy? Em xin lỗi, đoạn video đó không có thật. Em chỉ dàn dựng ra để gạt bác Ngân thôi. Nhưng chính bác Ngân là nói là bác ấy đã nhìn thấy đoạn video đó. Anh coi đi. Đoạn video này là khi em biết chuyện của Lam, em đã nhờ những người bạn bên công ty quảng cáo dựng nên giùm. Cái thở dài này của anh là thất vọng về chứng cứ hay là về em? Anh biết chuyện Kiên Tùng kéo dài khiến cho công việc kinh doanh của công ty đã khó khăn càng khó khăn hơn. Nhưng để dùng thủ đoạn này với người trong nhà, anh cảm thấy buồn thật. Em không muốn mọi chuyện đi đến nước này, nhưng mà em không để chuyện Kiên Tùng kéo dài mãi như vậy được. Anh hiểu. Tuy là một người rất buồn, nhưng không có ai giận em hết. Em cảm ơn mọi người đã thông cảm cho em. Dù thư kiện đã khép lại rồi, em định khi nào sẽ tiếp quản công ty đây? Em dự định ngày mốt sẽ tiến hành dẫn chức và tuyên bố kế hoạch cải tổ mới. Ừ, anh sẽ giúp em sắp đặt tất cả. Ừ, cảm ơn anh. Ừ, à, mẹ có nhắn với anh là kêu em về ăn cơm. Lâu rồi em không về, mẹ cứ cằn nhằn hoài. Em xin lỗi nhưng mà tối nay em bận rồi. Ừ, vậy để anh nói lại với mẹ. Ngày mai em sẽ thu xếp về nhà. Ừ, thôi không làm phiền em nữa, anh đi đây. Tại sao mẹ lại giận dữ vậy? Con đi chỗ khác, đừng làm phiền mẹ. Chỉ có mẹ là cam kết không thưa kiện thôi. Vợ con đâu có cam kết. Không biết thì đừng có nói. Thân nó còn lo chưa xong. Ở đó mà. Đơn giản thôi. Thì bây giờ mình lo cho vợ con xong rồi được thôi mà. Lo? Lo bằng cách nào đây? Mẹ à, tại sao lúc nào mẹ cũng nghĩ con rể của mẹ là vô dụng? Con đã lót đường cho vợ con xong hết rồi. Cần bao nhiêu tiền nữa đây? Không cần nhiều đâu mẹ. Chỉ đủ để cứu vợ con và giúp cho mẹ tiếp tục cuộc chiến với đứa con quan đó. Nhưng cụ thể là làm cái gì? Đơn giản thôi. Mình lựa một đứa dân chơi có mặt trong ba tối hôm đó. Mình mua chuộc nó để làm nhân chứng. Đã chứng kiến được có kẻ đưa thuốc
bỏ vô túi của vợ con. Như vậy là xong. Mẹ yên tâm đi, cách này chắc chắn sẽ cứu được vợ con. Mẹ à, chuyện này á mình phải làm nhanh thì công an á họ mới không để ý, chứ để lâu á khó mà làm. Thôi được rồi, vậy thì con đi tìm người ta để ngã giá đi. Con đã sắp đặt xong hết rồi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ con chỉ phiền mẹ là trực tiếp đi gặp họ và đưa tiền cho họ thôi. Tại vì con chuẩn bị bay đi gặp một chú bên bộ, chú đó sẽ giúp con giải quyết tất cả mọi chuyện. Vậy thì con cứ sắp đặt cuộc hẹn đi. Dạ. Xe chuẩn bị xong rồi chị à? Cô Linh xuống chưa? Dạ, đang chờ sẵn ngoài xe. Chú ra chờ tôi chút. Dạ. Nè, con hẹn người đó chiều nay cho mẹ. Dạ. Chị Kiều ơi, có chuyện này không biết tôi có nên nói với chị không nữa. Trời, anh phải nói thì tôi mới biết là nên hay là không chứ. Tôi nghe nói cậu Huy đã bài cho chị Ngân để bỏ tiền ra mua nhân chứng giả để cứu cô Lam. Trời đất, rồi chị Ngân có chịu không? Có, chị Ngân đã nói với cậu Huy là hẹn kẻ làm chứng giả đó để chị đưa tiền đó. Trời ơi, chuyện như vậy mà anh còn suy nghĩ là có nên nói hay là không chứ. Được rồi, để tôi. Vụ án của anh tôi nghĩ là chắc sẽ dây dưa một thời gian nữa thôi. Dù dây dưa bao lâu thì tôi cũng đang ở ngoài. Dù sao vẫn sướng hơn ba dèm gái của tôi rất là nhiều. Vụ án của... Tôi nghe điện thoại một chút. Tôi cũng có điện thoại. Alo. Alo. Sao? Dạ được rồi, con tới liền. Tôi có tin xấu rồi, phải đi liền. Tôi có tin tốt nè. Thằng Huy đã bày cho Bắc Ngân đi thuê người làm nhân chứng giả và Bắc Ngân đã đồng ý. Anh Thịnh đã tỉnh lại rồi. Anh nói sao? Bây giờ anh vào bệnh viện thăm anh Thịnh đi, còn chị Bắc Ngân để tôi lo cho. Được, cảm ơn anh. Ừ. Kia kìa. Dạ. Dạ, con chào bác. Chị Hai. Nè, sao hai người lại ở đây? Tôi đang bận lắm, không tiếp hai người được đâu. Chị bận gì chứ? Bận đi mua chuột nhân chứng giả phải không? Cô. Dạ thưa bác, mua chuột nhân chứng là một tội hình sự. Ừ. Nếu như bị phát hiện, bác không những không cứu được Lam mà bản thân cũng sẽ bị khởi tố đó. Nhưng thằng Huy đã sắp xếp hết mọi chuyện rồi. Trời ơi, chị nghĩ sao chị tin lời thằng đó chứ? Chúng ta sẽ tìm mọi cách giúp Lam, nhưng không phải bằng cách này đâu bác à. Alo. Bà đang ở đâu vậy? Tôi tới rồi. Tôi đây. Bà có phải là bà Ngân không? Ở đây không cần anh nữa, anh đi về đi. Nè, đây là chuyện của tôi, còn đừng xen vô. Chị Hai. Chị Hai à, chị dừng lại đi. Hai người về đi, đừng có ở đây quậy nữa. Alo, cảnh sát 113 hả? Tôi muốn tố cáo một vụ mua chuột người làm chứng giả. Mày điên hả mày? Mày đi thì có. Con bị điên hay sao mà gọi công an vậy? Dạ thưa bác, con có gọi gì đâu. Thôi chị Hai à, mình về nhà đi rồi nói chị Hai. Chị Hai. Chị Hai. Thank you.
hoạch rồi. Dạ con chào bác. Em chào chị hai. Anh mới tới hả? Đến phụ em nha. Ừ nè, phụ em đi. Để em xuống phụ mẹ với chị nha. Con nè. Dạ. Đã gọi điện thoại cho anh hai con chưa? Dạ con chưa gọi. Mẹ để con gọi cho. Anh về rồi đây. Em chào anh hai. Anh hai. Chào. Thưa mẹ con mới về. Anh. Ừ. Anh hai vừa nghe chị hai gọi là anh lập tức xuất hiện liền. Đúng rồi đó. Thôi con rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm. À trước khi ăn cơm á, con muốn thông báo cho mọi người một tin. Tin gì vậy con? Chuyện gì vậy anh? Hay là chuyện của anh? Không phải đâu, là tin vui. Tin gì chứ? Thông báo với cả nhà là anh Thịnh đã tỉnh lại rồi. Và anh đã hứa với con là sẽ làm chứng. Cái số tiền á con cho Mạnh mượn. Và tất cả số tiền mà Mạnh chuyển khoản cho con á là tiền trả nợ. Vậy là tốt quá rồi. Con trai của mẹ đã tai qua nạn khỏi rồi. Em chúc mừng anh hai nha. Vậy là tốt quá rồi. Anh hai, vậy là mình không uống nước lọc nữa. Em sẽ khui chai rượu, phải ăn mừng mới được. Thôi thôi các con, mau mang thức ăn lên bàn, cả nhà mình cùng ăn, nhanh lên. Dạ. Để anh. Tình trạng của anh Trường vẫn không cải thiện được bao nhiêu, nhưng tôi và các bác sĩ ở đây sẽ tiếp tục cố gắng. Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm. Chị đừng có nói như vậy. Anh chị á, tôi coi cũng như là người thân trong gia đình mình vậy. Không phải là tôi không tin tưởng cậu và các bác sĩ ở đây, nhưng nếu như mình mời thêm bác sĩ ở nước ngoài về thì sao? Nếu chị cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ sắp xếp tìm giúp cho chị một chuyên gia. Vậy tôi nhờ hết vào cậu đó. Ừ, tôi đi làm việc đây, có gì chị cứ gọi cho tôi. Dạ cậu. Chào con. Con nè, cậu nghe nói vụ án của con đã được giải quyết xong rồi phải không? Dạ phải. Chúc mừng con. Dạ, con cảm ơn cậu. À, mẹ con nhắn á, là tối nay cậu về ăn cơm nha. Ừ, cậu biết rồi. Dạ. Cậu đi làm việc đi. Chào cậu. Dạ, con chào bác. À, con vô đây ngồi đi. Bác Trường sao rồi bác? Cậu Khánh nói tình trạng của máy vẫn không cải thiện chút nào hết. Bác đừng có lo lắng nhiều quá. Con tin là bác Trường sẽ mau khỏe lại thôi. Cho dù nói sao thì bác cũng không thể nào tin đứa con Quang đó. Dạ thưa bác. Chẳng lẽ chuyện nó dùng thủ đoạn vừa rồi mà không khiến con nhận ra giả tâm của nó hay sao? Bác à, lúc trước nói là không có ai ngoài nó để đảm nhiệm chức vụ chủ tịch, vì con, anh Phong và Khanh đều đang bị điều tra. Còn bây giờ vụ án của con cũng đã xong rồi. Nếu nói nó thật sự không có giả tâm thì hãy nói nó nhường quyền quản lý lại cho con đi. Dạ thưa bác. Bác Trường đã sắp xếp tất cả công việc rồi. Con nghĩ là bác ấy có cái lý riêng của bác, cho nên con sẽ tôn trọng quyết định của bác ấy. Tại sao vậy? Tại sao con ngu muội và cố chấp như vậy chứ? Dạ thưa bác, con xin lỗi bác, con không thể nào làm theo ý của bác được. Nếu con đã nói như vậy thì con đi về đi. Bác không có gì để nói với con hết. Dạ con xin phép. Xin giới thiệu cho tất cả quý vị, đây là chủ tịch mới của công ty chúng ta, cô Phạm Ngọc Hân. Cảm ơn quý vị. Rất mong là quý vị sẽ ủng hộ cho tôi.
tôi sẽ dẫn dắt An Phát vượt qua giai đoạn khó khăn này. Để đưa An Phát vào quỹ đạo thì tôi đã có một số sự sắp xếp nhân lực mới. Xin được giới thiệu với quý vị, tổng giám đốc mới của công ty An Phát, anh Nguyễn Minh Triết. Chào mừng. Tiếp theo, tôi xin giới thiệu anh Nguyễn Khánh Toàn, phó tổng giám đốc. Anh Đinh Giang Hùng, giám đốc tài chính. Anh Trịnh Văn Vĩnh, kế toán trưởng. Xin mời. Còn bây giờ thì tôi xin mời anh Triết trình bày kế hoạch tái thiết công ty. Dạ. Xin mời mọi người mở tài liệu trước mặt ra đi. Tôi xin phép đọc. Cảm ơn anh. Và bây giờ buổi họp của chúng ta đến đây là kết thúc. Chắc có lẽ hai anh không hài lòng với ý kiến của em phải không? Không đâu. Em là chủ tịch mới của công ty mà. Mọi sự quyết định của em không cần phải giải thích với ai hết. Anh thì càng không có ý kiến gì, bởi vì chức cố vấn luật pháp của anh cũng sẽ không bị mất. Anh Khang à, chuyện sắp xếp chức vụ phó tổng giám đốc chỉ là tạm thời thôi. Khi vụ án của anh chính thức đóng hồ sơ, anh Triết sẽ quay trở lại là giám đốc tài chính, còn anh sẽ đảm nhận chức tổng giám đốc. Anh đã nói rồi, em là chủ tịch mới của công ty, em là người có quyết định cao nhất. Cảm ơn anh đã ủng hộ quyết định của em. Chừng nào anh vô gặp ba tôi? Điều tra viên hẹn đầu tuần sau. Anh đã quyết định mời thêm những luật sư nào cùng anh xử lý vụ của ba tôi chưa? Tôi sẽ mời thêm luật sư Đăng và luật sư Quân. Hai người này rất có kinh nghiệm trong những vụ án như vậy. Anh có cách nào sắp xếp cho tôi vô gặp ba tôi không? Giống như lần trước anh sắp xếp cho Bắc Ngân đó. Chuyện này rất khó để làm lại. Anh cảm thấy điều gì đó không ổn phải không? Anh không thấy sao? Tôi muốn cho anh gặp một người. Anh Trung. Ờ. Chào anh. Chào anh. Xin chào. Đây là anh Trung, đội trưởng đội điều tra. Còn đây là anh Khang. Xin lỗi, tôi có chút việc đến trễ. Chúng ta nói chuyện luôn nha. Thời gian gần đây, khi họp giao ban, ban giám đốc và lãnh đạo nghe báo cáo về vụ án của anh Khang, cô Khanh, ông Trường và ông Phong, và gần đây nhất là vụ của cô Lam, thì đều có một nhận định là tất cả những vụ án này không phải ngẫu nhiên mà xảy ra, mà chúng có liên quan tới nhau. Vì vậy tôi được giao nhiệm vụ điều tra vụ án này, tìm ra kẻ đứng sau những vụ này. Bây giờ có một nhân vật mà anh đáng nghi ngờ, đó chính là cô Ngọc Hân, con riêng của bác Trường, và Quốc Huy, con rể của bác Trường. Hân không hại mọi người đâu. Tôi đồng ý với Tuấn Kiệt về chuyện nghi vấn của Hân, vì kẻ hưởng lợi nhiều nhất sau vụ việc này là cô ấy. Nhưng tại sao cậu lại nghi ngờ cô Huy đó? Vì cách đây mấy ngày hắn ta bày mưu lập kế
cho bác Ngân đi mua chuột nhân chứng giả để giúp Lâm. Và bữa đó tôi đã phát hiện ra có kẻ lén quay phim lại. Bữa đó tôi và cô Liên không đến ngăn kịp thời, thì chắc chắn rằng sẽ có một USB gửi đến cơ quan điều tra, giống như một USB trong trường hợp của bác Trường và bác Phong đó. Cái thằng Quy đó, nó là thằng tệ, nó làm như vậy thì đúng rồi. Nhưng Hân không phải là hạng người như nó đâu. Chưa kể bác Trường luôn có ý định để lại đưa Hân lên thay thế bác. Vậy tại sao Hân phải làm nhiều chuyện như vậy? Nguyên nhân sâu xa như thế nào cứ để cho cơ quan điều tra làm rõ. Nhưng tôi chắc chắn với anh rằng Ngọc Hân có liên quan đến những chuyện đã xảy ra vừa qua với tất cả mọi người. Tôi cũng nghĩ vậy. Chuyện này chúng ta cần phải điều tra ra thêm. Những thông tin này cần phải được bảo mật. Ngoài ba chúng ta ra thì không ai được biết nữa. Tôi biết rồi. Anh hai, làm gì mà ngồi một mình vậy? Bộ hôm nay anh không đi làm hả? Nói chuyện với anh một lát được không? Sao anh nghiêm trọng vậy? Bộ có chuyện la em hả? Minh à, nếu anh hai nói những chuyện xảy ra vừa qua là chuyện của anh, của chị ba, của ba, bác Trường và của Lam đều do một người hãm hại, thì em nghĩ người đó là ai? Chắc chắn là đối thủ cạnh tranh của An Phát. Em có từng nghe anh Nhật Nam nói có thể có một người đang muốn thâu tóm An Phát, cho nên mới bày ra nhiều trò như vậy. Nếu như anh nói với em người đó là người trong nhà thì em nghĩ sao? Người trong nhà? Không thể nào. Không bao giờ có chuyện như vậy hết. Tại sao lại nghĩ như vậy? Không, anh đang suy tính một số chuyện rồi suy nghĩ lan man thôi. Nam có về với em không? Dạ không, em đi thẳng từ trường về nhà, cho nên em không biết anh có về đây không nữa. Để anh gọi cho nó. Báo cáo anh hai, em có mặt. Ủa? Hay vậy. Đúng lúc ghê. Anh có chuyện cần bàn với Nam, chắc chắn lắm đó. Em vô trong chơi với mẹ và chị hai đi. Dạ. Em vô nha. Ủa anh hai, có chuyện gì mà Minh không thể nghe được vậy? Chuyện sống còn của An Phát. Nếu mà em làm được gì, anh cứ nói đi. Anh cần người ủng hộ tài chính. Dạ. Còn gì nữa không em? Dạ hết rồi chị. Còn cuộc họp ban giám đốc sáng mai á, em dời xuống buổi chiều cho chị. Dạ. Em có chuyện rồi. Em ra ngoài làm việc đi. Dạ. Chuyện gì vậy? Anh vừa nhận được tin Khang đã họp các cổ đông lại, đề nghị hợp tác, đưa anh ta lên làm chủ tịch để thay em. Sao lại như vậy? Không lẽ anh ta đã nghi ngờ chuyện gì rồi sao? Anh không biết, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải ngăn chặn chuyện này lại. Số cổ phần mà Khang đang có cộng với số cổ phần của má con bà Ngân có khoảng 40%, có nghĩa là ngang bằng mình. Bây giờ nếu như các cổ đông hợp tác với anh ta, có nghĩa là chúng ta thua chắc. Anh yên tâm đi, chúng ta sẽ không thua đâu. Các cổ đông đó chỉ nhìn tiền để làm việc thôi. Ai trả cao hơn thì sẽ mua được họ. Anh thèm đi gặp họ đi. Anh biết rồi. Anh có toàn quyền quyết định về chuyện tài chính. Chuyện này chỉ được thành công, không được thất bại. Em yên tâm, anh biết phải làm gì mà. Anh không để bọn họ phá hủy kế hoạch của em đâu. Cảm ơn anh ủng hộ kế hoạch của em. Dạ con nghe nè. Dạ con biết rồi. Em có việc phải ra ngoài, anh cứ tiến hành mọi việc, ngày mai mình bàn tiếp. Ok em. Thank you.
Mẹ, mẹ đợi con lâu không? Cũng khá lâu rồi đó. Sao bây giờ con mới tới vậy? Dạ, tại kẹt xe. Bên kia kìa. Chào. Chào. Xin chào. Chào anh. Có chuyện gì mà anh hẹn ra gấp vậy? Cho anh hai ly cà phê đá. Dạ. Gần đây chúng tôi đã cho theo dõi cô Hân và phát hiện cô ấy bí mật qua lại với một người phụ nữ nữa. Nè, hai cậu coi đi. Đây là mẹ của Hân. Bà ta còn sống sao? Cậu xác định đây là mẹ của Hân hả? Phải. Nhưng Ngọc Hân luôn để hình của mẹ cô ấy trong phòng. Tôi chắc là mình không nhận lầm. Nhưng tại sao lại quay về một cách bí mật như vậy? Theo sự điều tra của chúng tôi, thân phận hiện giờ của bà ta là Sylvia Lê, Việt kiều Malaysia, người chủ thực sự của Thế Kỷ. Công ty luôn cạnh tranh với An Phát trong suốt thời gian vừa qua. Vậy thì rõ rồi. Có nghĩa là Ngọc Hân đã tiếp tay cho bà ta hãm hại mọi người trong thời gian vừa qua. Tại sao lại kỳ lạ như vậy? Tại sao bà ta lại đối đầu với chúng tôi? Bao nhiêu năm nay bà ta mất tích là mọi người đã thay bà ta chăm sóc cho Ngọc Hân mà. Còn Ngọc Hân được gia đình chúng tôi yêu thương hết mực, như là ruột thịt trong nhà. Tại sao Ngọc Hân lại đối xử với chúng tôi như vậy? Hiện giờ mọi chuyện cũng chỉ mới do chúng ta phán đoán, còn thực sự ra sao thì cũng cần thêm bằng chứng. Không được, tôi phải đi hỏi cho rõ ràng. Nè, anh bình tĩnh lại đi. Anh đừng có cản tôi. Tôi phải đi gặp họ, buộc họ phải nói ra sự thật. Không thể nào để cho ba tôi và em gái của tôi tiếp tục chịu oan ức và khổ sở trong tù tội nữa. Anh không có bằng chứng, bây giờ anh đi hỏi mọi người như vậy thì chắc gì họ đã nhận. Anh có biết anh làm như vậy chẳng khác nào làm cho họ thêm đề phòng thôi, làm việc điều tra minh quan cho bác và Khanh thêm khó khăn. Cậu Kiệt nói đúng đó, cậu hãy bình tĩnh lại đi. Tất cả những nghi ngờ cũng như phán đoán của chúng ta, những điều đó không đủ để buộc tội họ, và càng không đủ để giúp cho ba cậu và em gái cậu. Tôi cũng muốn nhanh chóng đưa Khanh và bác ra ngoài, nhưng càng muốn chuyện nó xảy ra nhanh thì chúng ta phải càng thật bình tĩnh để có thêm chứng cứ vững chắc. Xin lỗi. Alo. Tôi tới liền. Có chuyện không hay rồi. Có chuyện gì vậy? Cô Khanh đã nhập viện. Cậu. Cậu à, tại sao em lại như vậy hả cậu? Có khi nào bệnh của nó tái phát lại không? Như vậy có nguy hiểm đến tính mạng không cậu? Không sao đâu. Tình trạng của con nhỏ cần phải theo dõi thêm một thời gian nữa mới kết luận được. Còn hiện giờ thì tạm thời cũng đã ổn định rồi, con đừng có lo quá. Dạ. Anh Trung à, anh có thể cho tôi vô thăm em gái tôi được không? Tôi xin anh đó. Anh Trung à, tôi biết là quy định không làm được chuyện này, nhưng tôi xin anh hãy giúp đỡ chúng tôi, hãy để chúng tôi vào thăm cô ấy đi. Đây là bệnh viện mà, mọi người đừng có làm ồn. Anh làm ơn đi mà. Thôi con, đừng có làm ồn. Dạ. Anh Trung à, tôi đang ở đâu vậy? Cô bị xỉu cho nên chúng tôi đưa cô vô bệnh viện.
Được rồi, để tôi giúp cô. Cảm ơn cô. Bác sĩ nói nếu cô đau ở đâu thì phải báo liền. Dạ. Khanh à, Khanh. Xin lỗi. Được rồi, cô theo tôi ra ngoài một lát. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Khanh à, Khanh à, em có sao không? Anh hai. Không sao đâu. Em tưởng là mình sẽ không còn gặp lại được anh. Con nhỏ này ăn nói bậy bạ không à. Mọi chuyện sắp xong hết rồi, em sẽ không sao đâu. Rồi cả nhà mình sẽ được đoàn tụ thôi mà. Ba mẹ có đến không anh? Em có được gặp ba mẹ không? Anh sợ ba mẹ lo, cho nên anh không có cho ba mẹ biết. Cũng phải. Không nên cho ba mẹ biết, mất công ba mẹ sẽ lo lắng cho em. Để anh nói cho em nghe một tin mừng nha. Vụ án của anh đã được giải quyết xong rồi. Anh Thịnh đã tỉnh lại và chịu làm chứng cho anh. Thì không vậy? Anh có gạt em không vậy? Anh làm sao gạt em chứ. Thật 100% luôn. Không tin hỏi Kiệt đi. Phải đó em, sắp tới quyết định khởi tố đó sẽ được hủy bỏ. Nếu vậy thì tốt quá rồi. Vậy là ba mẹ và mọi người sẽ yên tâm được phần nào rồi. Em thấy đó, pháp luật rất là công bằng, sẽ không bao giờ làm quan cho người vô tội. Chuyện của em rồi sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Chính vì vậy em phải ráng cố gắng giữ vững tinh thần và sức khỏe của mình được tốt nhất. Đừng bao giờ để cho bản thân suy sụp, em biết không? Em nhớ rồi. Khi nào có kết quả về báo cáo tình trạng sức khỏe của Khanh, tôi sẽ cố gắng thử xin cho Khanh được tại ngoại chữa bệnh. Cơ hội có cao không? Theo tôi biết thì khả năng rất thấp. Có chuyện gì vậy? Anh đi đâu vậy? Tôi đi gặp anh Trung. Tôi sẽ nhận đã giết thằng Mạnh. Tôi không thể nào nhìn em gái tôi khổ sở như vậy được. Anh điên rồi hả? Anh không được làm như vậy. Phải đó, tôi điên rồi. Anh thấy không, lúc nãy nằm trên giường bệnh như vậy đó mà nó cũng không được yên thân nữa. Tất cả mọi chuyện hãy để thằng anh này gánh đi. Anh đứng lại. Buông tôi ra coi. Tôi biết anh đau lòng, tôi biết anh thương Khanh, nhưng anh đừng suy nghĩ quá nông cạn như vậy. Anh muốn giúp Khanh hay là mọi chuyện rối tung lên đây? Tôi biết hôm nay là một ngày khó khăn đối với anh. Phát hiện ra khả năng rất lớn người thân bên cạnh mình cũng có thể là người đã hại cả gia đình mình, rồi còn phải chứng kiến chuyện em gái của mình đau lòng nữa. Nhưng anh phải nên nhớ, anh đang là trụ cột chống chọi của gia đình mình. Anh đã nói Khanh không được gục ngã thì bản thân anh cũng không được gục ngã chứ. Anh nói đúng, có rất nhiều việc phải đợi tôi làm. Tôi không được yếu đuối như vừa rồi. Đi về thôi, về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ bàn công chuyện tiếp. Không, bây giờ chúng ta đi ăn cơm đi, rồi bàn công việc luôn. Tôi không cần nghỉ ngơi đâu. Cũng được. Những lá thư mà Khanh đưa anh gửi cho gia đình đó, anh cứ việc gửi cho gia đình. Còn lá thư mà Khanh đưa cho Hân, anh cứ giữ lại được gửi cho Hân nha. Tại sao vậy? Tôi muốn điều tra một số chuyện trong lá thư đó, và còn một số chuyện nữa. Nhưng tôi cần anh giúp tôi thêm một tay. Ừ. Chị đã đi mua đồ cho em bé chưa?
Bữa nào đi á, nhớ gọi em lựa phụ cho. Tại lúc nhỏ em dễ nuôi lắm. Nếu như mà em lựa đồ cho bé thì bé mặc gì cũng dễ nuôi giống như em vậy đó. Con nói gì sai hả bác? Không có. Bác tưởng là thanh niên hiện đại như tụi con bây giờ không tin vào kinh nghiệm truyền miệng ngày xưa. Tưởng là bác cứ nghĩ là tụi con thích nuôi con theo khoa học mà thôi. Mẹ à, những người sinh con lần đầu như con á thì nên kết hợp cả hai, dễ yên tâm hơn. Thưa mẹ, con mới về. Thưa bác, con mới tới. Con, anh, các con về đủ rồi, cả nhà mình ăn tối đi. À, mẹ, để con xuống phụ mẹ nha. Dạ, con cũng phụ nữa. Thôi, con cứ ngồi chơi với Khang và Kiệt đi. Em ở lại đi, anh và Kiệt có chuyện muốn nói với em. Các con cứ nói chuyện với nhau nghe. Dạ. Đi con. Dạ, dạ. Mình vô phòng nói chuyện nha. Hình như xảy ra chuyện gì phải không? Khanh vô bệnh viện rồi. Khanh bị gì vậy? Khanh có sao không? Bệnh tim của cô ấy tái phát. Bây giờ tình trạng sức khỏe của cô ấy khá là nghiêm trọng. Chắc có thể là do nó quá uất ức vì bị quan nên mới biến thành như vậy. Nếu bây giờ không được chữa trị trong điều kiện tốt nhất và không được giải tỏa những uất ức trong lòng thì rất có thể bệnh tình của nó sẽ càng ngày càng nặng hơn. Thiệt tình thì anh không dám nghĩ chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Vậy bây giờ mình có thể giúp gì cho Khanh đây? Tất cả những gì chúng ta có thể làm bây giờ đó là mong rằng hung thủ mau xuất hiện, hoặc là ít nhất có nhân chứng hay là vật chứng để chứng minh rằng có kẻ thứ ba xuất hiện ở hiện trường. Lúc đó mới chứng minh được Khanh là người vô tội. Chỉ có cách đó mới được thả ra để điều trị bệnh. Lúc nãy tụi anh khó khăn lắm mới xin được vào thăm nó mấy phút. Bây giờ nó tiều tụy đến mức không thể nào ngờ. Lá thư này Khanh viết vội rồi gửi cho em. Vì cán bộ quản giáo kiểm tra cho nên lá thư mới được mở ra. Hân ơi, mình rất muốn viết nhiều cho Hân, nhưng thời gian không cho phép. Mình chỉ có thể viết nhanh vài dòng. Không phải là mình bi quan, nhưng có thể lá thư này sẽ là lá thư cuối cùng mình viết cho Hân. Anh Kiệt không nói, nhưng mình biết vụ án của mình đã hoàn toàn bế tắc. Cơ hội để mình minh oan hầu như là không có. Khi bị kết án, chắc là mình sẽ không có cơ hội quay về nữa. Nếu đến ngày đó mình nhờ Hân hãy thay mặt mình cùng với anh hai và em Minh ở bên cạnh với ba mẹ. À, còn một chuyện này nữa. Chưa bao giờ mình giận Hân vì chuyện anh Triết. Hứa với mình hãy sống thật tốt nha. Em nghe đây. À, em à, 2/4 cổ đông đã đồng ý hợp tác với mình. Vậy à? Ừ. Ủa, giọng em sao vậy? Có chuyện gì hả? Không có gì. Em muốn cho tiến hành luôn kế hoạch đó, không đợi nữa. Tại sao lại bán An Khang? Tại sao lại bán dự án với giá rẻ như vậy? Nguồn vốn công ty đã cạn kiệt rồi. Đây là cách duy nhất để duy trì hoạt động của công ty trong thời gian tới. Nhưng không cần phải bán với giá rẻ như vậy. Làm như vậy chẳng khác nào tự mình ăn thịt mình. Coi như ngoài họ ra, không ai chấp nhận thanh toán nhanh cho chúng ta và chỉ chia ra làm hai đợt như vậy. Họ đang giúp chúng ta giải quyết bài toán cấp vốn hiện nay và nhanh nhất. Nếu như mình cần vốn cũng không cần phải bán dự án vậy đâu. Anh nghĩ ở thời điểm này có ngân hàng nào họ chịu cho chúng ta vay vốn sao?
Nếu như chúng ta muốn, chắc chắn sẽ có ngân hàng. Em nghĩ là mình đã làm những gì tốt nhất cho công ty rồi, và em sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm vì những quyết định của mình. Cái gì? Em chịu trách nhiệm à? Em chịu trách nhiệm cái gì đây? Tất cả cổ phần mà em đang nắm giữ là của bác Trường. Nếu bây giờ công ty bị đẩy vào đường cùng thì bác Trường sẽ là người bị thiệt hại, gia đình anh và tất cả các cổ đông khác. Em có cái gì mà thiệt hại chứ? Anh Khang, anh đừng dùng giọng điệu này để nói với Hân. Gánh nặng này là do tất cả mọi người đè lên vai của cổ. Tại sao bây giờ mọi người lại quay qua chất vấn, chỉ trích cổ là sao? Bởi vì có nhiều quyết định sai lầm một cách khó hiểu. Nói là xây vốn, cần phải bán dự án An Khang với giá rẻ mạt, rồi lại đi mua một loạt lô đất ở dưới Long An với giá trên trời. Như vậy quyết định xây chuyển là xây cái gì? Đó là kế hoạch đầu tư đón đầu quy hoạch. Nó sẽ đem lại nguồn lợi lớn cho công ty sau này. Sau này là bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm hay là hai mươi năm? Không lâu đâu, anh sẽ thấy câu trả lời. Alo Kiệt hả? Họ hành động nhanh hơn chúng ta nghĩ. Mình phải thay đổi kế hoạch nhanh thôi, trước khi quá muộn. Tôi muốn gặp anh. Anh. Anh về sao không báo trước cho em biết vậy? Anh muốn làm cho em ngạc nhiên đó mà. Anh thiệt là. Con à, bình tĩnh đi. Mẹ nhất định sẽ lo cho con. Con sẽ không có gì đâu. Dạ, con biết rồi. Tôi đặt phòng hai người. Dạ. Biết rồi thì phải tư tỉnh lên nghe chưa. Mẹ, có chuyện gì vậy? Mẹ. 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 Nè, bà vẫn còn sống sao? Bà về đây thì hay lắm. Bà có biết đứa con quan của bà đã gây ra chuyện gì hay không? Mẹ, đây là... Có lẽ bà nhìn lầm người rồi. Tôi không quen biết bà. Tôi có thể nhìn lầm bất kỳ ai, nhưng kẻ đã giật chồng tôi, kẻ đã sanh ra đứa con quan đã phá nát gia đình tôi, không bao giờ tôi nhìn lầm. Xin lỗi, chắc chắn bà đã nhìn lầm rồi. Mình đi anh. Không được đi đâu hết. Bà nè, chắc bà nhìn lầm người rồi đó. Vợ chồng tôi trước đây sống ở Malaysia, vợ tôi không thể nào biết bà đâu. Xin phép, đi thôi em. Đứng lại. Mẹ. Mình đi. Mẹ. Đứng lại. À. Mẹ, chắc là mẹ nhìn lầm người thôi. Chẳng phải người ta nói người ta đã sống ở Malaysia từ xưa tới giờ rồi hả? Không bao giờ mẹ nhìn lầm người đâu. Mẹ ơi, cái chuyện người giống người rất là bình thường. Mẹ nhìn lầm người thì đâu có gì là lạ. Anh không muốn biết gì sao? 12 năm nay anh không muốn biết, và bây giờ anh cũng không cần phải biết. Nhưng em nghĩ đã đến lúc em cần phải kể cho anh biết tất cả. Người phụ nữ lúc nãy không có nhìn lầm người đâu. Tên thật của em là Phạm Thị Kim Hồng. Em và chồng của người phụ nữ lúc nãy đúng là có quan hệ với nhau và có một đứa con. Nhưng em không phải là kẻ thứ ba. Em và người đàn ông đó quen với nhau trước, nhưng vì gia đình anh ta chê em không xứng, cho nên anh ta đã đi lấy người phụ nữ đó. Những chuyện không vui em có quyền quên nó đi, nhưng sao bao lâu nay em không tìm con gái của em? Em dò la và biết sau khi em mất tích, người đàn ông đó đã đón con gái em về chăm sóc rất là chu đáo, cho nên em đã để yên như vậy bao nhiêu năm qua.
Em về Việt Nam 2 năm rồi, em cũng không đi gặp con sao? Dạ không. Dì nói như vậy là không đúng rồi. Dì đã gặp lại còn hơn. Và hơn nữa, dì còn cùng với cô ấy phá hoại công ty An Phát, cũng như gia đình của bác Trường và gia đình của mình. Con nói gì vậy Nam? Nam à, con đừng có nghe người ta nói bậy. Dì à, con nghĩ là sẽ không khó khăn gì để điều tra ra người chủ thật sự của cả hai công ty mà Ngọc Hân đã bán rẻ lại dự án An Khang và đã mua lại những miếng đất quan với giá trên trời. Và con cũng dám chắc một điều là người đứng sau lưng Thế Kỷ và công ty bấy lâu nay vẫn luôn đối đầu với An Phát cũng chính là gì? Thì ra em thuyết phục ba má cho em đầu tư về Việt Nam là có mục đích sao? Rốt cuộc là tại sao lại phải gây ra nhiều chuyện như vậy chứ? Vì những kẻ đó đã nhẫn tâm bắt cóc em bán ra nước ngoài, khiến em phải khổ sở nơi xứ người, khiến em và con gái em phải sống chia lìa bao nhiêu năm qua. Thôi vô đi anh. Ừ. Rồi giờ đại ca nói sao? Đưa bà cam luôn. Căng dữ à. Cái đó tao không biết. Người thuê đại ca là người ta yêu cầu vậy mà. Như vậy là trả thù hả? Chắc vậy á. Cái này thù tình thù tiền, đốt nhà giết cha hay sao mà làm căng dữ vậy? Mày nhiều chuyện quá. Lén hồi xe tới á thì đem cái thùng này lên xe thôi. Thù hay không không biết. Hai thằng cha tới mướn đại ca nhìn mảnh lắm á. Đừng có phí sức, bà không có thoát đâu, an phận của mình đi. Bà có trách á thì trách kẻ nào bà đã đắc tội á, còn tụi tôi làm thuê thôi. Vậy sao diễn đi? Cho liều thuốc mê là xong chứ gì. Sau đêm đó là những chuỗi ngày tủi nhục ở nước ngoài. Mày bị điên hay sao mà đem con gái già này qua đây? Bà muốn làm gì bà làm. Hàng đẳng đó, đại ca nói bà giữ cho kỹ. Để nó thoát về Việt Nam á, ông đốt động của bà luôn đó. Thôi được rồi, để nó đi, tao xử cho. Xong rồi đó. Đang tháng cô hồn, tao coi như là tích phước, không bắt mày tiếp khách tháng này,
Nếu mày ngoan ngoãn ở đây á, mỗi ngày mày phải rửa chén giặt đồ thì mai mốt qua tao chọn khách cho mày tiếp. Còn nếu mày chống đối á, tao cho mày sống cũng ra sống, chết cũng ra chết. Bà ơi, tôi xin bà, bà hãy thả tôi ra đi. Tôi còn con gái nhỏ ở nhà nữa bà ơi. Bà hãy thả tôi ra đi. Con quỷ, tao nói mày không nghe hả mày? Tôi xin bà, tôi xin bà mà, bà hãy thả tôi ra đi bà ơi. Bà cho mày chết. Cho nó rằng cái tao. Dạ. Trong thân ai nâng giúp mình đón sẽ đáp anh bạn hơi
khó nè. Pina luôn. Mô Pina hả? Nè đi. Cô yên tâm, ở đây rất an toàn. Cô có nhớ chuyện gì xảy ra với cô không? Vậy cô tên gì? Cô có nhớ không? Nhà cô ở đâu? Lần đó là ba đi làm công tác thiện nguyện với hội chữ thập đỏ quốc tế. Ba đã ở đó một tháng. Và khi về lại Malaysia, ba đã đưa dì con theo. Phải đến mấy năm sau, trí nhớ của dì con mới khôi phục dần dần. Nhưng do dì con không nói gì nên ba cũng không hỏi chuyện ngày xưa. Ba, dù sao thì con cũng không tin ba vợ con và bác Trường lại là người tán tận lương tâm như vậy. Họ không có lý do gì để làm việc đó bà. Thì dì con đã nói đó, ông Trường đã bắt dì con phải ra đi để giữ gìn hạnh phúc của ông ta. Nhưng mà dì con không đi, cho nên ông ta và ông Phong đã bắt dì con đem đi xa. Bà, nhưng con đã từng nghe kể, năm đó khi dì bị bắt cóc, bác Trường đã phải bỏ ra một số vàng rất là lớn để chuộc dì về. Nhưng mà thật không ngờ, bọn bắt cóc không chịu thả người mà còn cướp luôn số vàng để chuộc nữa. Bác Trường khi đem vàng tới giao cho tụi nó lại còn bị tụi nó đánh cho trọng thương nữa. Và từ đó cho đến bây giờ họ vẫn không ngừng tìm kiếm gì. Không lẽ đã có sự nhầm lẫn gì ở đây sao? Bà, con tin là bác Trường và nhất là bác Phong không phải là hạng người xấu xa. Bà cứ thử nhìn Minh và anh chị của cô ấy xem. Nếu như là một người cha không ra gì thì không thể nào mà dạy dỗ các con của mình đàng hoàng như vậy được. Bà, được rồi, bà hiểu con muốn nói gì. Cho dù sự thật là sao thì ba cũng sẽ khuyên dì con dừng những hành động trả thù lại. Lấy oán trả oán chỉ càng khiến oán thù thêm chồng chất mà thôi. Với lại, chuyện của đời trước không nên để liên lụy tới đời sau. Cô cảm ơn ba. Minh sao rồi? Gia đình xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc con nhỏ nó buồn lắm hả? Dạ, cô ấy vẫn như trước giờ. Có chuyện gì á thì cũng giấu một mình. Trong lòng á thì thật sự rất là buồn, nhưng mà bên ngoài á thì luôn cố tỏ ra vui vẻ vì sợ mọi người phải bận tâm về mình. Ngày mai con đưa Minh đi ăn cơm với bà. Dạ. Chị, của chị nè. Cảm ơn. Khanh, của mày nè. Nè. Dạ thôi. Nè, cầm đi. Bình thường á mày cũng chia phần cho tụi tao mà. Bây giờ á mày cầm đi để có qua có lại. Dạ, em cảm ơn chị. Nè, nhớ ăn không hết để cho tụi tao đó nghe. Dạ.
Tại sao lại như vậy? Những quyển sách của cô Ngọc Hân đưa ra gần đây không những gây thiệt hại trước mắt mà còn gây thiệt hại cho tương lai của An Phát. Chính vì vậy, tôi đề nghị dừng ngay lập tức tất cả các dự án mà cô Ngọc Hân sắp làm tới đây. Thưa quý vị, tất cả những gì mà tôi đang làm đều là sự sống còn và sự phát triển lâu dài sau này của An Phát. Có cuộc đại phẫu nào mà không gây ra đau đớn? Nhưng mà sau sự đau đớn sẽ là sự hồi phục. Vậy sao? Tôi thì không nhìn thấy những điều đó. Cái mà tôi nhìn thấy là thiệt hại và phá hoại mà thôi. Tôi có đầy đủ bản báo cáo chứng minh những quyển sách mà cô Ngọc Hân đã làm và sắp làm tới đây gây thiệt hại như thế nào đối với công ty An Phát. Tôi thì ngược lại, tôi lại có đầy đủ những bản báo cáo và chứng minh những gì mà cô Ngọc Hân làm và sắp làm tới sẽ mang tới một sự ổn định dài lâu và phát triển cho An Phát. Tôi thấy cậu ấy nói đúng đó. Thôi được rồi, được rồi. Mọi người đừng có tranh cãi nữa. Tôi và các cổ đông trước đây, khi thấy cô Hân lên nắm quyền thì thật sự cũng không tin tưởng lắm. Nhưng hiện giờ chúng tôi phải thừa nhận năng lực làm việc của cô Hân. Và những gì cô Hân đã làm cho công ty là rất tốt. Chú à, cô ta đã cho chú lợi ích gì mà chú đứng về phía cô ta vậy? Cậu im đi. Dám tỏ thái độ ăn nói với người lớn như vậy hả? Người có vấn đề trầm trọng trong chuyện này chính là cậu đó. Cậu đã tìm mọi cách để lật đổ cô Hân, cũng vì oán hận, vì cô Hân đã cho người thay thế chức vụ phó tổng giám đốc của cậu, có phải không? Chú, thôi đừng tranh cãi nữa. Bây giờ mọi người biểu quyết đi. Nếu như ai không hài lòng vì những kế hoạch của tôi cho An Phát thì có quyền biểu quyết. Tôi tán thành biểu quyết. Tôi tán thành biểu quyết. Tôi tán thành biểu quyết. Tôi cũng tán thành. Anh Khang, còn anh thì sao? Tôi không có ý kiến. Được. Vậy nếu ai ở đây đồng ý cho cô Hân tiếp tục giữ chức chủ tịch, đưa tay lên. Kết quả cũng đủ cho anh thấy rồi đó. Anh Khang, nếu như anh không tin tưởng em thì anh cũng phải tin bác Trường, vì bác Trường đã giao vị trí này cho em chứ. An Phát là tâm huyết cả đời của bác Trường và ba anh sẽ không bỏ cuộc đâu.